Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kính bạch toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban trị sự và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có dịp để đóng góp Phật sự với tỉnh nhà, và kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng trong pháp hội được thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch toàn thể chư tôn đức và kính thưa toàn thể liệt quý vị, thì trước hết chúng con cũng xin được sám hối với chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự và chư tôn đức trong ban tổ chức. Vì việc tăng sai cho nên chúng con xin được là xưng tôi hay hoặc chúng tôi trên pháp tòa. Xin chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, các vị cao niên lạp trưởng từ bi lượng thứ cho. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các vị, thì được sự chỉ dạy của chư tôn đức trong thường trực ban trị sự và ban tổ chức, chúng tôi rất là hoan hỷ khi trở về Vĩnh Long. Chúng tôi xem như là lá rụng về cội,
và cái duyên để mà tiếp xúc với toàn thể chư tôn đức tăng để cùng chia sẻ Phật pháp trong kinh nghiệm tu học theo khả năng có được của mình. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ. Chúng tôi được sinh ra và lớn lên nơi đất Vĩnh Long, mình hiểu được thực trạng của Phật giáo tỉnh nhà, và đặc biệt thời gian qua chư tôn đức, nhất là Cố Hòa Thượng, Thượng Đắc Hạ Pháp, nguyên là trưởng ban trị sự của chúng ta phiên tịch, đó là nỗi mất mát lớn lao. Và Phật giáo Vĩnh Long chúng ta trong thời gian qua cũng có ít nhiều biến động do thực tế về vấn đề nhân sự, thì đó là điều mà làm cho chư tôn đức lãnh đạo cũng đáng lo ngại. Và vì vậy những cái khóa tập huấn hay là bồi dưỡng trụ trì như thế này để tạo điều kiện cho tăng ni gần gũi nhau hơn, học hiểu Phật pháp hơn, để cùng góp phần trong cái việc bảo vệ Phật pháp tỉnh nhà và phát huy Phật pháp được càng thêm hưng thịnh vững mạnh, là việc này rất đáng hoan nghênh. Và chúng tôi thiết nghĩ đây là một việc rất đáng trân trọng mà chư tăng ni chúng ta cần tận dụng cơ hội như thế này để cùng gặp, để cùng học, để cùng chia sẻ, để cùng trao đổi, để mà chúng ta làm việc đạo được tốt đẹp hơn. Cho nên hôm nay khi trở về đây, chúng tôi cũng mang một cái ý tưởng của Phật pháp để cùng góp một phần trong cái việc suy tư về chánh pháp, để chúng ta cùng học, cùng thực hiện cái vai trò và nhiệm vụ trụ trì của mình cho được hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Tôi xin chia sẻ với toàn thể hội chúng qua cái chủ đề là Tứ Hoằng Thệ Nguyện là sứ mạng của trụ trì. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, Tứ Hoằng Thệ Nguyện là điều này đối với tất cả chúng ta không còn gì là lạ. Nó trở thành những cái câu mà để chúng ta hồi hướng trong mỗi bữa sinh hoạt tu học, hay thậm chí trong mỗi cái thời khóa mà chúng ta thực hiện trên chánh điện. Nhưng mà chúng ta thực hiện với cái tâm niệm nào, và chúng ta nhận ra được điều gì về Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó để soi sáng cho chúng ta trên lộ trình học và tu cũng như làm đạo, đây là điều vô cùng quan trọng. Tứ Hoằng Thệ Nguyện là những cái lời nguyện của các bậc đại Bồ Tát đã thực hiện cái sứ mệnh của mình trong cái việc hoằng hóa độ sinh. Và Tứ Hoằng Thệ Nguyện này xem như là những cái được cô động lại từ những hạnh nguyện lớn của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm để chắt lọc lên thành bốn lời nguyện căn bản mà gọi là Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tứ Hoằng Thệ Nguyện là bốn nguyện rộng lớn. Tứ là bốn, hoằng là rộng lớn, và nguyện là những lời phát nguyện, hạnh nguyện hay ước nguyện của các vị đại Bồ Tát cho con đường làm đạo. Thì bốn lời nguyện lớn này vô cùng sâu xa, và vì vậy chúng ta đọc lớp qua trong từng ngày, chúng ta thấy dường như là một câu thuộc lòng hay là một câu thói quen. Chúng ta không nhận thấy được cái tầm quan trọng của câu đó trong việc mà khích lệ cho chúng ta trên vấn đề nhận thức tu tập và nhận thức được sứ mạng quan trọng của người con Phật chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, tôi có thể nói rằng là trụ trì với ý nghĩa là trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng, với cái ý nghĩa này thì chúng ta có một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Chúng ta phải thấy như vậy. Sứ mệnh của các vị trụ trì phải làm gì đây? Lấy cái sứ mệnh nào để thực hiện được hoài vọng của một vị trụ trì, là ý nghĩa là trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng. Vì vậy cho nên tôi nghĩ Tứ Hoằng Thệ Nguyện là những cái sứ mạng vô cùng quan trọng mà một vị trụ trì đóng vai trò như một vị thánh hay là một vị Bồ Tát giữa cuộc đời này. Đây là một điều mà tất cả những vị trụ trì cần phải ý thức được vai trò của mình. Chúng ta không thể xem thường cái vai trò của trụ trì được. Do biến cố lịch sử, chúng ta thấy cái vị trụ trì ở các chùa đa phần như là một ông từ giữ chùa. Chúng ta sống và lớn lên, chúng ta gần gũi đến với gặp với các thầy, và các thầy ở trụ trì các nơi xem như là một cái người rất là dân dã.
thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái nhiệm vụ trụ trì là ở đó coi giữ chùa, săn sóc hương quả, lao tượng Phật. Như vậy là chúng ta nghĩ đã xong rồi. Thật ra với các vị, trụ trì không đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy là do chúng ta không ý thức được vai trò, nhiệm vụ và sứ mạng của mình. Chứ còn nếu ý thức được điều đó, trụ trì vô cùng quan trọng. Sự phát triển được của đạo Pháp không phải nhờ giảng sư, nói thẳng là như vậy. Sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của đạo Pháp phải khẳng định được rằng là trụ trì mới đóng vai trò quan trọng. Còn giảng sư chỉ góp phần cho trụ trì làm Phật sự. Nếu trụ trì làm Phật sự một cách là tốt đẹp thì thật sự Phật giáo phát triển bền vững và đồng bộ. Còn nếu Phật sự mà dựa vào giảng sư, xin thưa các vị, giảng sư làm việc giống như trận mưa rào qua sa mạc vậy đó. Sa mạc khô khan như vậy, trận mưa rào mưa qua cái gọi là khô. Như vậy giá trị của giảng sư chỉ góp phần để mà giúp cho trụ trì làm Phật sự, bởi vì trụ trì là trầm mình ở nơi địa phương đó hay là vùng đó. Trụ trì mới đóng một cái vai trò quan trọng, mưa dầm thấm lâu. Vì vậy đạo đức và hạnh nguyện của một vị trụ trì mới góp phần phát huy đạo Pháp một cách đồng bộ. Cho nên sức mạnh của đạo Pháp phải dựa vào năng lực và vai trò hạnh nguyện của trụ trì, chứ không phải dựa vào giảng sư. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên nếu chúng ta xem trụ trì như một ông từ giữ chùa là quá đáng tiếc. Và cũng do một vài vị trụ trì tự hạ thấp giá trị của mình bằng những đời sống, bằng những mối liên hệ với quần chúng một cách thái quá. Tức là khi chúng ta trụ trì mà chúng ta đến với tất cả những nhà dân ngồi đánh cờ chơi, hay là chúng ta ra quán ngồi uống trà chơi với hàng xóm, tức là chúng ta tự đánh mất cái vai trò và ý nghĩa thiêng liêng của mình. Cho nên tôi nói sứ mạng trụ trì rất là lớn. Bởi vì trụ trì phải như một bậc thánh giữa lòng xã hội. Trụ trì cũng như các bậc Bồ Tát nơi trụ xứ của mình. Bởi vì quần chúng nơi đó phải dựa vào đạo đức của một vị trụ trì để mà phát huy về đạo đức của cá nhân của người Phật tử. Vì vậy sự đóng góp của người trụ trì càng lớn, hạnh nguyện của trụ trì càng lớn thì Phật Pháp càng phát triển. Mà trụ trì nào cũng đóng vai trò và làm hết sứ mạng của mình như vậy thì Phật giáo sẽ phát triển đồng bộ và mạnh mẽ. Vì vậy trụ trì chúng ta không xem thường được vai trò của mình. Và nếu tất cả các trụ trì có học, có phát huy vai trò của mình và thấy sứ mạng thiêng liêng của mình và dựa trên bốn thệ nguyện chính của các bậc Bồ Tát mà trụ trì lấy đó làm sứ mạng của mình, thì trụ trì sẽ đóng góp lớn cho Phật giáo. Phải nói là như vậy. Cho nên là bốn câu mà chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn câu chúng ta đọc quá quen. Bốn câu này chúng ta đọc thuộc lòng, thậm chí từ khi chúng ta mới bước vào cửa chùa, chúng ta đã thuộc lòng câu này. Nhưng mà để gọi là ứng dụng câu này để làm tròn cái nghĩa vụ của một người trụ trì thì dựa trên bốn câu này là đã đủ rồi. Nói chung là quá đủ. Từ cái nhiệm vụ của mình cho đến mục đích tối hậu cuối cùng là làm Phật, tất cả các vị chỉ dựa vào bốn hoằng thệ nguyện này thôi. Bồ Tát cũng thực hiện bằng bốn hoằng thệ nguyện này để thành Phật. Và nếu trụ trì thực hiện bốn nguyện này, trụ trì cũng sẽ là một vị thánh, một vị Bồ Tát giữa cõi đời này, hay là một cái biểu tướng của đạo đức giữa nơi làng xóm và cái nơi mà vùng miền của mình đã đóng vai trò trụ trì ở nơi đó. Và các vị thấy bốn câu này nó nằm bàn bạc trong các nghi lễ tụng niệm của chúng ta. Trong nghi lễ tụng niệm sám thập phương ở chúng ta có gì? Trong cái pháp mười phương nó có cái câu là phiền não vô biên thệ dứt trừ, phải không? Pháp môn tu học chẳng còn dư, chúng sinh nguyện độ bờ kia đến, Phật đạo cùng nhau chứng trí như. Thì ở đây dịch bốn cái câu này thành văn vần trong một cái bài sám thì nó dựa trên cái ý của bốn cái câu về Hán ngữ của tứ hoằng thệ nguyện là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là như vậy. Và hôm nay chúng ta cùng trao đổi qua ý nghĩa của bốn câu này để mỗi một lần khi chúng ta đọc tới bài sám đó, mỗi một lần khi chúng ta hồi hướng sau một buổi
học và tu, thì chúng ta thấy cái câu đó nó trở thành cái dấu ấn trong lòng của chúng ta, làm trở thành động lực khích lệ cho chúng ta trên lộ trình tu tập giải thoát và hoàn thiện về đạo đức, nhân cách và nhiệm vụ của chính mình. Trong thể chúng ta đọc suông được, chúng ta đọc suông mà chúng ta không nghiền ngẫm, thì lời của Phật nó trở thành câu thần chú. Mà giá trị của lời Phật là giúp cho chúng ta hiểu được lời Phật dạy để ứng dụng, để hành trì. Đây là một điều mà chúng ta cần hiểu Phật Pháp là như vậy. Cho nên trong một số bài giảng trao đổi, tôi mới mong rằng là Phật giáo của chúng ta hãy chuyển ngữ tất cả những câu mà Hán ngữ để trở thành câu Việt văn. Đừng xài kinh văn Hán nữa. Bản thân một số vị thầy không học chữ Hán, chúng ta cũng không hiểu, mà cư sĩ Phật tử lại càng không hiểu. Mà nếu không hiểu được Phật Pháp như vậy thì lấy đâu mà tu hành? Và không hiểu Phật Pháp như vậy, lấy gì mà bảo vệ và phát huy chánh pháp? Cho nên chúng ta thấy cái việc học hiểu là vô cùng quan trọng. Cho nên trong cái bài chia sẻ này, chúng tôi cùng chia sẻ với các vị trong bốn ý. Thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Như vậy cái lời này là lời mà chúng ta cảm thấy rằng là người tu chúng ta là lấy hạnh nguyện độ sinh làm chính. Chúng sinh có hai loại, một là hữu tình chúng sinh, hai là vô tình chúng sinh. Như vậy để độ hữu tình chúng sinh là chuyện tương đối dễ, mà độ các loài vô tình chúng sinh là điều này chúng ta khó hiểu. Mà hữu tình chúng sinh mà độ với loài người thì chúng ta dễ, mà vô tình chúng sinh độ với những loài súc sinh hay các loài bò bay mái cửa là điều này chúng ta khó hình dung. Nhưng trên nguyên tắc có độ tận chúng sinh bằng cách là các loài hữu tình vô tình sâu sắc như vậy hay không là một việc khác. Nhưng trên cơ bản chúng ta làm sao độ được những cái loài người giữa cuộc đời này? Xin thưa các vị, sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời, Đức Phật đã từng nói trong các kinh: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là cái câu mà Đức Phật đã từng nói. Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì hạnh phúc của nhân loại và kể cả chư thiên. Vậy thì tất cả các vị Bồ Tát, các bậc thánh đi theo dấu chân của Đức Phật phải lấy lợi tha, tức là lợi ích của người khác, làm cái hạnh nguyện của chính mình. Và vì vậy các vị Bồ Tát phải làm hạnh nguyện độ sinh trong cả cuộc đời, xem như đó là hạnh nguyện lợi tha của các vị Bồ Tát. Bồ Tát Quan Âm cũng có nguyện độ sinh trên cuộc đời này trước khi thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng muốn thành Phật cũng thệ nguyện rằng độ bao giờ không còn một chúng sinh rơi đọa trong địa ngục thì Ngài mới thành Phật. Như vậy không có một vị Bồ Tát nào trước khi thành Phật mà không kinh qua giai đoạn làm lợi ích cho cuộc đời, làm lợi ích cho chúng sinh, thậm chí xả bỏ thân mạng. Như vậy thì các vị Bồ Tát làm như thế thì hàng thánh giả, tất cả tăng sĩ của chúng ta theo gót chân của Đức Phật, chúng ta cũng phải học theo cái hạnh đó. Các vị thấy rằng Ngài A Nan khi mà Ngài được khai ngộ về chân tâm thì lúc đó Ngài mới phát nguyện với Đức Phật như thế nào: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, có phải không? Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Tức là Ngài mà sau khi hiểu được đạo rồi, nhận ra được chân tâm Phật tánh rồi, Ngài nguyện, Ngài làm cái hành động của các vị Bồ Tát, tức là nguyện độ sinh. Đời năm trược có nguyện vào trước, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Đời năm trược là kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược đó. Thì Ngài nguyện vào trước. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, nếu có bất cứ một chúng sinh nào chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con nguyện không bao giờ vào niết bàn. Như vậy thì các vị Bồ Tát muốn bước vào cõi Phật hay bước vào đất Phật thì các vị cũng phải làm hạnh nguyện Bồ Tát để độ sinh. Như vậy Bồ Tát phải lấy cái hạnh nguyện độ sinh không chán đủ. Ngài Tỉnh Am trong Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn, trong 10 điều phát tâm Bồ Đề của Ngài cũng có một cái điều là vì nghĩ nhớ ơn của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là xem tất cả chúng sinh là thân bằng quyến thuộc, và ngoài nguyện độ hết tất cả những thân bằng quyến thuộc này đều giác ngộ, xem như là một sự trả ơn cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp
Đó là cái nhìn của lý tưởng Bồ Tát. Như vậy thì Ngài phát tâm Bồ Đề cũng vì chúng sinh mà Ngài làm việc đó. Cho nên ở đây chúng ta là sứ mạng của một vị trụ trì, trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng, gìn giữ ngôi nhà chánh pháp, hay là gìn giữ ngôi nhà của Đấng Pháp Vương, duy trì kho tàng Phật Pháp tại thế gian. Mà muốn bảo vệ và duy trì Phật Pháp tại thế gian thì người trụ trì phải thực hiện sứ mạng của mình như thế nào, để trong việc mà làm đạo, để mà giới thiệu mở rộng đạo pháp đối với chúng sinh. Như vậy thì bây giờ một vị trụ trì mà không có ý niệm độ sinh thì thật ra mà nói vai trò đó chưa tròn. Cho nên trụ trì phải có ý nguyện độ sinh, làm lợi lạc chúng sinh. Và chúng ta nên nhớ một điều, giá trị của đạo Phật là độ sinh chứ không phải là độ tử. Đa phần trong quá khứ do một lý do nào đó, có thể do hoàn cảnh lịch sử, do một sự giới hạn nào đó, Phật giáo chúng ta không thực hiện cái sứ mạng và vai trò của việc độ sinh. Mà đa phần các thầy trụ trì ở các nơi trong quá khứ là làm việc độ tử. Độ tử chỉ là phương tiện. Đạo Phật không thể phát triển được với cách độ tử như thế. Độ tử là phương tiện để tạo cơ hội gần gũi với quần chúng, để quần chúng hiểu được giá trị lời Phật dạy qua những kinh điển chúng ta tụng, hoặc nhận thức được tính vô thường mà gần gũi với Phật Pháp mà tự giác ngộ và tự tu. Mà nếu chúng ta là tu sĩ lấy việc độ tử là mục đích thì Phật Pháp trở thành Phật Pháp chết, và không bao giờ đạo Phật ngóc đầu được bằng cách đó. Vì vậy đạo Phật muốn phát triển bền vững, đạo Phật muốn lan rộng thì giá trị độ sinh là điều quan trọng. Độ tử là phương tiện để đưa người về với đạo. Bởi vì Phật giáo không thể phát triển được với hữu cốt, Phật giáo không thể phát triển được với những tấm hình mà ở trong cái bàn vong nam hay bàn vong nữ. Mà Phật giáo muốn phát triển được là sự đóng góp, sự hy sinh của những con người đang là. Vì vậy giúp cho những con người đang là giác ngộ được Phật Pháp, trở thành những người hộ Pháp đắc lực và tiếp tay trong việc hoằng truyền chánh Pháp thì Phật Pháp mới phát triển được. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy được đâu là mục đích chính của Phật giáo, đâu là mục đích phụ. Cái mục đích phụ đó chúng ta xem là phương tiện. Cho nên ở đây chúng ta đi sai với con đường mục đích chính, cho nên không khéo chúng ta lấy phương tiện làm cái cứu cánh mục đích của mình. Vì vậy chúng ta thấy rằng đạo Phật không phát huy được từ những chỗ đó. Cho nên độ một người đang còn sống là điều quan trọng. Một người còn sống mới nhận thức được Phật Pháp, một người còn sống mới chuyển hóa được thân tâm, một người còn sống mới góp phần cho quý thầy làm trụ trì, làm được Phật sự. Vì vậy quý thầy nên đặt một cái điều kiện là muốn độ sinh thì chúng ta phải làm gì? Độ tử chúng ta giác kinh Di Đà tụng rất dễ, nhưng mà chúng ta không thể đem một bản kinh Di Đà giúp một người sống hiểu và giác ngộ được, rất khó. Chúng ta có thể là tụng văn Pali cũng được, chúng ta tụng văn Hán cũng được, cô hồn đâu ai bắt bẻ chúng ta. Nhưng mà muốn độ một con người đang sống, chúng ta phải độ bằng cách nào? Phải đầy đủ đạo đức, phải đầy đủ kiến thức, phải đầy đủ sự rộng lượng vị tha của một người đóng vai trò trụ trì, các vị mới độ được. Đối với vấn đề độ tử, các thầy khỏi cần lo, đâu ai phiền hà gì. Còn chúng sinh mà sau khi qua đời rồi có được giáng sanh cực lạc hay không, chuyện đó hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng. Một sự giác ngộ của một chúng sinh sau khi chết, hay là cái sự giáng sinh của một chúng sinh sau khi chết, đòi hỏi quan trọng là lúc sống người đó làm gì. Đó là nhân tố quan trọng. Mọi hành động hộ niệm tụng kinh của chúng ta mang nghĩa trợ duyên. Còn thực tế khi con người đang là, để giúp cho họ có giác ngộ được không, chuyển hóa hay không, để góp phần phát huy đạo Pháp, đây là một điều mà các vị thầy trụ trì cần phải phát huy khả năng này. Các thầy độ được người sống mới là quan trọng. Không thể các thầy độ được người sống một cách đơn giản được. Chúng ta đừng nên tạo cái khoảng cách với tất cả quần chúng. Một vị thầy trụ trì phải có tính cách gần gũi với quần chúng, hy sinh nhiều với quần chúng. Chúng ta phải là như vậy. Trụ trì không phải là nghĩ là mình là thầy của thiên hạ, cho nên mình có cái tính cách là rất là cách khoảng với mọi người. Nếu các thầy không vận dụng được tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, trong đó cái ý nghĩa đồng sự tức là hòa mình cùng với đời sống của dân giả, để góp phần để giúp cho họ
xây dựng đạo đức và hạnh phúc an vui theo tinh thần của lời Phật dạy, thì thật ra mà nói, cái vai trò trụ trì chúng ta sẽ không hoạt dụng được hết sức mình. Bởi vì muốn độ được quần chúng, chúng ta phải gần gũi với quần chúng. Cho nên có một vài vị trụ trì cảm thấy mình quá tách biệt với quần chúng đi. Mà nếu các vị đã tách biệt quần chúng, làm sao các vị độ được? Cho nên là chúng ta cần phải cởi mở để mà chúng ta tiếp nhận được các vị cư sĩ đến chùa. Chứ có những vị trụ trì chúng ta thấy cái vai trò chúng ta lớn quá, rồi chúng ta khó khăn, rồi đôi khi có những vị Phật tử đến, chúng ta bắt nhặt bắt khăn họ, họ chán nản, họ rời bỏ chùa, chúng ta mất cơ hội độ họ. Vì vậy cho nên một người trụ trì muốn độ được quần chúng phải rộng lượng để mở cửa để đón tất cả chúng sinh đến chùa. Và nếu mình thừa nhận họ là chúng sinh thì phải biết rằng chúng sinh vốn có nhiều tham sân si tật đố. Cho nên có những khi chúng ta nói nghe kẻ đó xấu, hay là người đó xấu, hay là người đó ác, người đó tệ. Nếu chúng ta xem người đó ác xấu tệ mà chúng ta cảm thấy không cần độ, hay là hoặc là chán nản không độ, đó không phải là trụ trì để mang hạnh nguyện độ sinh. Bởi vì một người không bệnh không ai đi tìm bác sĩ, nên nhớ là như vậy. Một người đi tìm bác sĩ là họ phải bệnh. Vì vậy một chúng sinh nhiều đau khổ, một chúng sinh nhiều nghiệp chướng, một chúng sinh nhiều cái tai ương, một chúng sinh nhiều bướng bỉnh tật xấu, thì cái đó chúng ta mới cần độ. Vì vậy ở đây chúng ta không phải chiều theo tật xấu của họ, mà tùy thuận chúng sinh để mà tìm cách độ họ. Đây là sự khôn ngoan, là linh động của các vị làm trụ trì. Bởi vì các vị sống ở vùng miền đó, mà các vị chinh phục được quần chúng ở vùng đó, đó là những vị có đạo đức, là một vị có trí tuệ và một vị có đạo hạnh, có sự đóng góp lớn, các vị mới thu phục được quần chúng như vậy. Còn bằng không, có những người trụ trì suốt đời ở tại một địa phương đó, thậm chí cả đời chúng ta không cất được một ngôi chùa nổi, thậm chí cả đời chúng ta không độ được quần chúng ở nơi đó, cái này nó không thiết thực. Chúng ta là một trụ trì, chúng ta độ các người ở phương xa về hoặc tỉnh nào đến, đó không phải là một vị trụ trì giỏi, và đó cũng chưa phải là một cái việc mà gọi là đáng mừng. Trụ trì ở nơi đâu phải độ được quần chúng nơi đó. Cơ bản nhất là quần chúng nơi đó trở thành người tín đồ Phật tử của chùa mình, thì đây là những cái rất là thiết thực. Cho nên có những vị thầy mà độ được ở phương xa do một lý do gì đó không biết, còn ở phương gần người ta bất mãn, người ta xem thường, người ta chỉ trích, xem như người đó là không thể thành công trên vai trò và sứ mạng trụ trì được. Cho nên ở đây là một trụ trì phải sống thế nào là giữa mắt mọi người, quần chúng phải khâm phục, phải cảm mến, phải kính quý đạo đức và sự hy sinh của một vị thầy trụ trì. Cho nên cái việc mà trụ trì là độ những chúng sinh mà ngang bướng mà nhiều tật xấu là cái này càng hay. Cho nên các vị biết rằng trong kinh Duy Ma thì Bồ Tát Duy Ma mới nói rằng là hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát là Bồ Tát phải đi vào những nơi tội lỗi bùn nhơ, đó mới là hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên những chúng sinh nhiều nghiệp chướng, xấu xa tội lỗi, đó là đối tượng của Bồ Tát quá độ. Như vậy thì ở đây Bồ Tát đâu phải quá độ những người mà gọi là thượng căn thượng trí. Nếu quá độ thượng căn thượng trí thì ai cũng độ được hết á. Mà quá độ những người tội lỗi xấu xa, nhiều nghiệp chướng như vậy, độ được mới là giỏi. Cho nên ở đây bác sĩ không thể nào gọi là tôi trị bệnh cho một người lành mạnh không có bệnh. Nếu mà người lành mạnh cần gì bác sĩ? Vì vậy bác sĩ muốn trị bệnh phải trị những người có bệnh. Mà bệnh nhân càng nặng mà trị được hết thì bác sĩ càng giỏi. Cũng vậy, chúng sinh càng can cường, chúng sinh ngoan cố, chúng sinh nhiều nghiệp chướng, chúng sinh nhiều tật xấu mà quý thầy độ được, quý thầy giỏi. Vì vậy làm sao để độ được những hạng này? Nếu quý thầy cảm thấy điều đó mấy thầy ngán ngẩm, chán nản, thì thật sự việc làm đạo của quý thầy sẽ khoanh vùng trở lại. Cho nên một số người cầu an cho cái việc làm đạo của mình bằng cách ngủ quên chinh chiến thắng. Chúng ta sống cầu an với những người Phật tử thương mến mình, quý mến mình, bảo vệ mình, cung kính mình, cái chuyện đó quá tầm thường. Chúng ta an phận với cái cách đó như vậy rồi thì Phật giáo làm gì phát triển được? Chúng ta không thể nào an phận với những nhóm Phật tử cùng thương mến chúng ta, và chúng ta xem như vậy đã đủ rồi, chúng ta có chén cơm manh áo là xong rồi, và chúng ta sống như vậy là yên ổn rồi. Không đúng. Không đúng với chí nguyện của trụ trì,
không đúng với hạnh nguyện của một người xuất gia vì lợi ích cho chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng và an phận trong tình cảm của những người Phật tử dành cho ta xung quanh chúng ta, mà lúc nào chúng ta cũng phải canh cánh bên lòng, phải nghĩ đến những người chưa là Phật tử, những người còn chống đối chùa, những người còn là ngoại đạo, những người nói chung là xem thường Phật giáo. Đây là những đối tượng mà quý thầy cần phải để ý. Làm sao độ được những nhóm người này trở thành những người hộ pháp, độ được những nhóm người này trở thành những người Phật tử, đây là điều quan trọng. Còn những người đã là Phật tử rồi, chúng ta không cần quan trọng nữa. Bản thân tôi gặp bất cứ một ai đã quy y rồi, đã là Phật tử rồi, tôi nói thật với các vị, tôi rất vui và rất an tâm. Và tôi không quan trọng những người này, bởi vì họ đã có thầy rồi, họ đã có nơi tu học rồi, họ là Phật tử rồi, việc như thế nào không quan trọng. Nhưng mà nếu tôi gặp một người nói là họ chưa là Phật tử, hoặc là họ là một người tôn giáo khác, hoặc là người nhìn đạo Phật với một góc độ khác, thì đây là những cái mà chúng ta cần phải có một tư duy, cần quán chiếu, để chúng ta cần chuẩn bị một phương thế để giúp người này giác ngộ và nhận thức được Phật giáo. Đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta cần nhắm hướng đến những người chưa là Phật tử, những người mà nhiều bệnh, nhiều nghiệp chướng, là các thầy nên chú ý để làm. Cho còn thật sự mà nói, cho hàng ngày chúng ta đi o bế những người Phật tử đã là Phật tử thuần thành, hoặc là những người Phật tử tốt, hoặc là những người Phật tử mà gọi là chung vai sát cánh với Phật pháp quá, cần chú ý đến họ làm chi nữa. Cái việc mà độ chúng sinh là phải là như vậy. Cho nên quý thầy là trụ trì, các thầy phải nhớ cực khổ đừng có nệ hà. Chúng ta đã nguyện rồi, chúng ta đã nguyện làm trụ trì rồi, thì chúng ta không có nệ hà. Đức Phật ngày xưa Ngài đã từng nói trong cái bản kinh mà Bồ Tát Anh Lạc mà: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số của khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Như vậy thì hôm nay chúng ta không chịu hằng hà sa số nổi, thì chúng ta chịu một phần nào đó. Cho nên á, để vào đời độ chúng sinh, và nhất là đối với những chúng sinh chống đối, những chúng sinh ngang bướng, những chúng sinh khó tin, đây là điều mà các thầy phải cần phải kiên nhẫn và có giải pháp. Cho nên trụ trì mỗi một vị thầy đều góp một phần trong việc mà duy trì và phát triển đạo pháp. Nếu các thầy làm được như vậy thì Phật pháp vững mạnh từ trung ương đến địa phương, chứ không phải là phát triển từng cụm vậy đâu. Mỗi một nơi, mỗi một ngôi chùa là vai trò của quý thầy phải làm tròn, thì Phật pháp tuyệt vời vô cùng. Thật sự kỳ vọng của giáo hội hay là kỳ vọng của các bậc thầy lãnh đạo là điều nhắm đến trụ trì, chứ không quan trọng giảng sư. Tôi nói thật với các vị như vậy. Tôi đã từng gần gũi với chư tôn đức, trao đổi tâm tình, được các ngài giảng dạy rất là nhiều. Phải thừa nhận rằng là lo lắng nhất của giáo hội là lo lắng cho trụ trì. Vì vậy tại sao Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương tương lai sẽ đề nghị với giáo hội là tất cả các trụ trì ở tương lai ít nhất phải tốt nghiệp trung cấp Phật học mới có thể cấp bằng trụ trì, tức là phải có một trình độ khả dĩ. Vì vậy ở đây cái sự quan tâm lo lắng của chư tôn đức về sứ mệnh trụ trì, các vị biết các ngài rất là lo lắng. Bởi vì trụ trì là người đi dấn thân hành đạo, đi phương xa, sống một mình tại chú xứ nơi này nơi khác. Vì vậy trụ trì cần phải trang bị những gì? Nếu một vị thầy hiền quá, hoặc thiếu điều kiện quá, hoặc không có trình độ Phật học, thì làm sao truyền bá chánh pháp được nơi đó? Cho nên cái việc mà quan tâm của giáo hội về vấn đề đào tạo các cái khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì như thế này, tôi nghĩ đó là cái sự băn khoăn chung của giáo hội chúng ta. Và chư tôn đức tăng ni của chúng ta cũng ý thức được rằng là nỗi lo của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội như thế, để chúng ta cần phát huy cái vai trò của chính mình trong các hành đạo làm việc trụ trì. Chúng ta đừng nghĩ trụ trì đơn giản, không phải trụ trì giữ hương quả là xong, không phải trụ trì để đi đám là xong, không phải trụ trì để tụng kinh ngày 2 buổi là xong. Nếu chúng ta nhìn một cách đơn giản như vậy thì thật sự rất khó để phát triển đạo pháp. Cho nên sứ mạng hoằng pháp lợi sinh của trụ trì tôi nghĩ thiết thực hơn, đóng vai trò quan trọng hơn. Cho nên cái điều thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Ở đây chúng ta độ vô biên chúng sinh, thì ở đây độ bao nhiêu chưa biết, nhưng mà ngay những người xung quanh mình,
ngay nơi làng xóm mình phải có cái tâm như thế nào đó để độ họ. Và việc đi đám của quý thầy cũng là một trong những phương tiện độ sinh rất tốt. Đó là những cơ hội để giúp cho các thầy có thể là tiếp cận với quần chúng. Nhưng mà quý thầy phải lấy đó làm phương tiện, chứ đừng bao giờ lấy đó làm lẽ sống. Nếu tu sĩ lấy đó làm lẽ sống sẽ không thể nào mà gọi là độ được chúng sinh. Tại vì nếu mà chúng ta có một số vị chúng ta lấy đó làm lẽ sống thì hết sôi rồi việc à. Trong cuộc đời là như vậy, chúng ta không để lại một cái ấn tượng nào về cái hạnh nguyện của những vị thầy thì tiếc vô cùng. Cho nên sự thật, chúng ta có thể đi một cái đám, chúng ta nhận 100.000, thật ra mà nói họ cúng dường, họ quan hỷ, họ cúng thật. Nhưng mà sau khi nhận 100.000 xong thì coi như bổn phận hay là cái trách nhiệm của họ tới đó đã hết rồi. Nhưng mà quý thầy không nhận 100.000 đó, quý thầy để lại cái sự vương vấn trong lòng của những gia đình cư sĩ hay là những người đón quý thầy suốt một cuộc đời. Cái này nói nhỏ chứ không phải là mang cái nghĩa là vì mục đích đó, nhưng mà để mà gọi là mình đem ra cân đo đong đếm á. Có thể không nhận 100.000 nhưng các thầy có thể nhận hàng triệu đồng sau đó. Thật ra mà nói cơ bản là như vậy. Nếu quý thầy làm việc mà họ đáng kính, đáng phục rồi, họ có thể dám nhịn ăn bớt mặt cho quý thầy làm Phật sự mà. Cho nên ở đây chúng ta nếu là một tu sĩ, chúng ta thấy cần để làm rộng lợi ích cho Phật Pháp mà làm bằng hạnh nguyện á, thì chúng ta hãy lấy cái mục đích độ sinh nhân nơi cái tử mà để độ sinh. Đừng để hết sôi rồi diệt thì không độ được đời. Cho nên cơ bản nhất chúng ta có thể là nếu chúng ta ở một mức độ nào đó, cái việc mà đi đám chúng ta nhận ở chỗ là Phật tử quan hỷ cúng dường thì cái đó cũng còn là tương đối là cũng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta ở đây mà chúng ta đặt ra vấn đề cắt giá đó, thì lại chúng ta làm mất đi cái niềm tin của tất cả các Phật tử về mình, thì các thầy rất khó mà hành đạo. Về mặt cơ bản của tâm lý nó là như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều có cảm thấy rằng mình làm như thế nào để trở thành cái người mà độ chúng sinh rộng lớn, thì chúng ta sẽ có một cái coi như là cái duyên với chúng sinh lâu dài và rộng lớn hơn. Họ sẽ trở thành một cái người hộ pháp cho chúng ta làm chùa, làm chiền, làm tất cả các Phật sự lớn mạnh hơn. Chứ còn ở đây chúng ta lấy đó làm một cái nghề cơ bản thì được thôi, chứ không có gì, cũng không ai nói gì chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ bó gọn lại trong cái việc mà gọi là chúng ta làm đạo. Thì ở đây quý thầy trong cuộc đời làm đạo, quý thầy tự kinh nghiệm lấy. Mỗi một người khi mà dấn thân làm đạo gặp phải cái gì đó, quý thầy tự kinh nghiệm, và lúc đó quý thầy cần biết mình làm gì. Cho nên ở trong cái phương tiện mà mượn cái tử để độ chúng sinh là điều cần thiết, điều quan trọng. Và mỗi một người tùy duyên để độ sinh trong cuộc đời, càng nhiều càng tốt. Chúng ta đã là người của con Phật, người hy sinh cho Phật Pháp rồi, thì phải lấy mục đích lợi ích của chúng sinh làm chính. Chúng ta không cần quá công đo đong đếm ở nơi mình. Mình hy sinh cho chúng sinh là chuyện thường, mà làm sao cái việc mà chúng sinh có quan hỷ hy sinh cho mình, đây là chuyện quan trọng. Quý thầy phải hy sinh trước, làm lợi ích cho chúng sinh trước, thì chúng sinh mới có thể phát tâm và hy sinh làm lợi ích cho mình. Đây là điều mà quý thầy cần để ý và chiêm nghiệm. Ý nghĩa thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Còn trên mặt lý nữa thì cái lý là nói là bao giờ chúng sinh không còn sinh diệt trong tâm thì lúc đó chúng ta mới tròn đủ cái hạnh nguyện độ sinh là để chúng ta vào cõi Phật. Đây là nói trong cái câu lý và ý nghĩa của Kinh Kim Cang thôi. Nhưng mà cái lý này thì chúng ta sẽ dịp khác chúng ta bàn. Trên thực tế chúng ta phải độ những con người thực tế cái đã. Mà Đức Phật đã thực hiện cái sứ mạng đó trọn cuộc đời của mình. Cho trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật vẫn còn độ một người cuối cùng là Tu Bạc Đà La. Cho dù giờ đó Ngài rất mệt, Ngài vẫn làm. Đó gọi là hạnh nguyện độ sinh không chán đủ. Vì vậy chúng ta phụng sự cuộc đời, chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời, chúng ta góp phần xây dựng chia sẻ với những niềm đau nội khổ của chúng sinh, các thầy sẽ có một cái duyên lành với chúng sinh rất lớn. Và điều đó các thầy sẽ dễ dàng làm đạo. Chúng ta phải tiên phong trong việc hy sinh trước. Đừng buộc chúng sinh phải hy sinh cho mình trước. Đừng công đo đong đếm với họ thì họ sẽ quy phục và kính mến quý thầy. Trụ trì cần thiết việc này lắm. Trụ trì rất cần thiết. Phải cần có những người Phật tử nồng cốt ở tại nơi trú xứ của mình để hỗ trợ cho các thầy làm đạo. Vì vậy cho nên cái sự hy sinh của các thầy
không bao giờ là uổng phí tí nào. Tất cả mọi sự hy sinh đều có sự bù đắp, mặc dù chúng ta không đòi hỏi việc đó. Một tu sĩ chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời, không phải là chúng ta đòi hỏi, chúng ta không cần thiết họ phải trả chúng ta điều gì. Nhưng mà nên nhớ kỹ về tâm lý, không bao giờ một cư sĩ Phật tử, không bao giờ một người thông thường để cho chúng ta phải chịu thiệt thôi. Điều này là điều xác thật như vậy. Cho nên đầu tiên nhất trong cái việc làm đạo, quý thầy phải nguyện là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, và nguyện độ trong khả năng và trong cái duyên có được của chính mình. Cái thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não để nói lên những cái tham sân si của chính mình. Thật ra mà nói, để muốn đoạn cái này là không phải dễ. Chúng ta có những cái này nó thuộc về là dạng căn bản phiền não rồi, nó có từ vô thủy rồi, nó gắn liền với con người của chúng ta rồi. Nhưng mà khi chúng ta tu tập, chúng ta cũng phải cần nhận ra điều này. Phát nguyện với Đức Phật là con nguyện đoạn tất cả những phiền não, đời này con đoạn không hết, nhiều đời sau nữa tiếp tục đoạn. Để đoạn phiền não một đời là chuyện không dễ. Cho nên chuyện tham sân si là cái chuyện mà đối với tất cả các thầy cho đến tu tập đến hòa thượng, chúng ta vẫn còn tiềm ẩn về điều đó thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy chế ngự những phiền não thô, hãy chế ngự những phiền não mà nó làm ảnh hưởng đi đời sống đạo đức và hạnh nguyện của các thầy. Trên cơ bản nó là như vậy. Còn ở trong tiềm ẩn, đời này, đời sau, nhiều đời sau nữa, trong quá trình tu tập chúng ta sẽ nguyện đoạn trừ. Vì vậy nếu các thầy không phát nguyện để đoạn những điều này, thì đôi khi 30 năm ở chùa chúng ta cũng không thay đổi được nhiều về tập khí, những cái tánh mà của chúng ta có từ trước khi xuất gia. Cho nên điều này vô cùng quan trọng để các thầy thấy là cái đoạn phiền não là sao. Ít nhất mình cũng phải làm cho mình được khắc chế để tâm mình được an lành. Một vị thầy tu mà lúc nào cũng than vãn, cũng khổ tâm, thì điều này xác định được rằng trong tâm mình còn rất nhiều cái ác. Phải nói là như vậy. Một vị thầy tu không có an lạc, một vị thầy tu nhiều khổ tâm, chắc chắn rằng quán chiếu lại đi, trong nội tâm phải còn nhiều cái ác. Hoặc tham lam, hoặc ích kỷ, hoặc đố kỵ, hoặc thù ghét, hoặc sợ hãi, hoặc gì đó ở trong lòng, thì quý thầy mới không có an lạc. Cho nên ở đây một vị tu sĩ điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta phải khắc phục được mặt thô của phiền não để làm chúng ta thật sự có an lạc. Và chúng ta thật sự có an lạc, chúng ta mới có pháp để độ đời. Chúng ta có an lạc chút đỉnh, chúng ta mới có pháp để độ sinh. Nếu lòng chúng ta không được an lạc, không được tự tại với tài danh sắc lợi ít nhiều, thì thật ra mà nói rất khó để các vị hành đạo. Cho nên tôi nhớ hoài câu giảng của Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài dạy trong cái quyển mà lược giải kinh Pháp Hoa, Ngài có nói một câu là tu tập mà nếu không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là câu mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Và tôi cảm thấy điều đó là thật sự là chính xác như vậy. Một người tu không thể nào nói mình không an lạc được. Một người tu không thể nào lúc nào cũng gặp cư sĩ than vãn về mình được. Một người tu không thể nào chúng ta đem phiền lụy đến người khác được. Tại vì ở đây chúng ta là một người tu, là phải người tiên phong trong việc giải trừ phiền não, làm sao cho tâm mình phải được thật sự an lạc và thảnh thơi. Như vậy tâm còn đố kỵ không thể nào thảnh thơi, tâm còn tham lam không thể nào thảnh thơi, tâm còn thù ghét không thể nào thảnh thơi, tâm còn vụ lợi không thể nào thảnh thơi. Xét lại đi, chúng ta không thảnh thơi là vì cái gì? Tham tài, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham gì, tham ăn, tham địa vị, tham gì đó. Cái gì có tham, cái gì có tranh danh đoạt lợi, cái gì có tham cầu, cái đó không an lạc, chắc chắn là như vậy. Mà chúng ta là một người tu mà không an lạc thì chưa phải là người tu thật nghĩa. Tôi phải nói là như vậy. Một người tu không có an lạc tối thiểu thì không phải là một nhà tu thật nghĩa. Vì vậy điều tiên quyết nhất trong một thầy tu hay là sứ mạng chủ trì càng cao quý hơn nữa, thì ít nhất chúng ta phải có một cái gì đó tối thiểu để được an lạc thảnh thơi. Chúng ta phải xem nhẹ ít nhiều về tài sắc danh thực thùy. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Một nhà tu chúng ta không thể dương mang những cái đó như là một mục đích khát khao của chúng ta được. Một người tu không thể nào tham danh cố vị được.
Danh ở trong nhà chùa chỉ là vai trò và bổn phận thì được. Nhưng mà lấy cái đó cho chúng ta củng cố quyền lực và địa vị, sai lầm, ngàn đời sai, dù đó là ai. Nên nói thẳng là như vậy. Cho nên cái danh trong nhà đạo là được mọi người quý mến tôn xưng. Và khi có cái danh đó, chúng ta làm cái vai trò, nhiệm vụ và bổn phận chúng ta còn đóng góp nhiều hơn nữa, lớn hơn người khác. Vì vậy chúng ta không thể tham để có được, để giống như là một người củng cố địa vị của mình là sai với mục đích của Đức Phật. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật chúng ta đi xuất gia không phải để củng cố địa vị và quyền lợi. Đức Phật là người có một địa vị cao quý nhất thời bấy giờ, là một thái tử sẽ trở nên làm vua, quyền lực ai bằng, tài sắc danh lợi ai bằng. Nhưng mà Đức Phật vẫn bỏ. Đức Phật đã từng nói trong các kinh như thế nào: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ gách. Như vậy thì ở đây Ngài xem nhẹ tất cả mọi thứ. Như vậy quyền lực, địa vị, danh vọng ở đây Ngài đã xem thường, và chính cái đó nó đã làm đau khổ chúng sinh rồi. Bây giờ mình đi tu là mình đã tự thấy rằng những cái đó nó ràng buộc, nó làm khổ đau mình, và làm ra cái gọi là tranh đấu của cuộc đời, đã tàn hại lẫn nhau để tranh danh đoạt lợi. Cái đó khổ đau quá nhiều. Mình một người giác ngộ phải thấy rất rõ, và mình phải có một cái tâm niệm là chán bỏ về điều đó. Một nhà tu phải có cái tâm niệm chán bỏ về điều đó. Còn nếu một nhà tu cảm thấy rằng điều đó là một tham vọng để bước đến, cái điều đó không đúng. Cho nên đó là những cái phiền não. Tham vọng là phiền não, dù là tham vọng bất cứ một cái gì. Ở đây khi chúng ta là một nhà tu, chúng ta phải xác định được mục đích và lý tưởng của mình tu tập như thế nào. Dù mình không làm được những việc lớn, thì ít nhất trong cái sự điều phục nho nhỏ để khắc chế những phiền não đó là cái mà cần thiết chúng ta phải làm. Nếu chúng ta điều phục được một chút, chúng ta sẽ an lạc được một chút. Chúng ta điều phục được 10 chút, chúng ta sẽ an lạc thảnh thơi được 10 chút. Cho nên ở đây một người tu phải để ý, từ bỏ cái danh của cuộc đời, mang cái danh của đạo cũng là danh. Và nếu đã là danh thì cũng vẫn là cột trói, ràng buộc, phiền não, khổ đau là chuyện đương nhiên. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên tôi nhớ có một vị thầy mà so sánh đó, những danh lợi của cuộc đời cho so sánh như là hạt cát vậy đó. Rồi hạt cát mà khi rớt vào mắt thì mắt chúng ta bị sốn, cho nên chúng ta tìm cách chúng ta lấy ra. Rồi khi mạc kim cương mà nó rơi vào mắt á, sốn không? Sốn, nhưng mà vì nó quý cho nên bụm lại, đuôi mắt cũng được nữa. Chúng ta có cảm giác là như vậy. Thì cái này một vị thầy đã cho so sánh, chúng ta thấy rất tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ nào? Khi chúng ta mà cát rớt vào mắt, cái đó được ví dụ là những danh lợi của cuộc đời. Chúng ta đã xem nhẹ, chúng ta xem như cát bỏ, chúng ta xem thường. Như vậy khi bước đến đạo, chúng ta lại lấy cái danh, cái lợi của đạo, chúng ta cho nó quý như vàng hay là như kim cương. Thật ra mà nói, cho dù nó kim cương hay là nó là cát, bản chất nó vẫn làm đuôi mắt chúng ta. Vậy cái nào làm đuôi mắt chúng ta phải loại trừ ra. Chứ không thể nào cát nó làm đuôi mắt mà nó rẻ tiền quá cho nên chúng ta bỏ. Còn mạc kim cương, mạc vàng nó sẽ làm đuôi mắt nhưng mà nó quý cho nên chúng ta giữ lại. Dù giữ cái nào, tính chất nó vẫn làm đuôi mắt. Như vậy dù danh lợi cuộc đời hay danh lợi trong đạo, vẫn là danh, vẫn là ràng buộc, vẫn là cột trói. Cho nên các tổ thường dạy chúng ta, người tu để tạo ra sự nghiệp, để tạo ra cuộc sống, hãy như con nhện giăng tơ, chỉ là phương tiện. Đừng tạo ra cái cuộc sống của mình như con tầm, bởi vì tầm kéo kén, nó sẽ chết trong kén. Người tu lấy danh lợi đó phủ quên mình, không khéo chúng ta sẽ như tầm, chúng ta sẽ chết trong danh và chết trong lợi. Hãy xem thường danh lợi để chúng ta vượt thoát ra. Và chúng ta có xem thường được, chúng ta mới có pháp dạy đời được. Chúng ta còn ham danh ham lợi như thế, chúng ta lấy gì để dạy đời? Đời bản chất họ ham rồi, bây giờ chúng ta tu chúng ta cũng ham giống họ, vậy dạy họ cái gì? Vậy là chúng ta ở đây lừa gạt họ chứ không phải dạy họ. Cho nên ở đây khi một nhà tu
phải xem thường danh lợi, cái đó là những tâm phiền não. Chúng ta khuyên người bố thí, bản thân chúng ta phải rộng lòng chứ không ích kỷ. Chúng ta khuyên họ bố thí, chúng ta khuyên họ cúng dường, họ bố thí họ cúng dường họ thấy hoan hỷ, trong khi chúng ta làm lợi cho đạo hay là chúng ta buông ra bố thí cho cuộc đời, chúng ta thấy như thắt buộc chúng ta như vậy. Đây là những cái chúng ta cần xét lại. Khuyên người bố thí được, ta phải làm được những điều gì đó. Còn bằng không chỉ khuyến khích người bố thí, lòng ta không có tâm rộng lượng mà ta vẫn ích kỷ, đây là chúng ta lừa đảo. Phải nói thẳng là như vậy. Vì vậy một nhà tu khuyên người làm được, bản thân chúng ta cũng phải làm được. Làm được cho đạo, làm được cho đời, làm được cho chúng sinh như thế nào đó, chứ không đơn giản như vậy. Rồi ở đây chúng ta khuyên họ là tiền tài danh vọng nhà cửa trong thế gian là sự cột trói. Chúng ta khuyên họ xem nhẹ, ở đây chúng ta quan trọng cái chùa. Người đời ôm cái biệt thự, chúng ta ôm cái chùa giống nhau. Vì vậy cho nên một nhà tu giữ cái ngôi chùa mang cái nghĩa giống như là vai trò nhiệm vụ, vì duy trì Phật Pháp, vì làm lợi ích cuộc đời và xem nhẹ ngôi chùa đó trong chúng ta. Thành bại được mất là quy luật cuộc đời. Quý thầy làm hết sức mình để đóng góp vào ngôi chùa, nhưng đừng quan niệm rằng đó là sở hữu mãi mãi của tôi. Chúng ta không có quan niệm đó. Chúng ta không lấy cái hành động đó để chúng ta xem là sở hữu của mình. Bởi vì tất cả những cái gì đóng góp vào trong ngôi chùa đều là sự hy sinh của đàn na thí chủ. Chúng ta chỉ là người trung gian để làm ra việc đó. Cho nên chúng ta cũng phải có cái tâm nhẹ nhàng trong việc xây dựng một ngôi tam bảo hay là một ngôi chùa. Và cũng không vì bất cứ lý do gì chúng ta phải có tính cách chiếm đoạt người khác bằng những thái độ bất hợp pháp. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ, chùa với chùa không thể để cạnh tranh, chùa với chùa không thể để gọi là đối đầu. Không có việc đó trong Phật giáo của chúng ta. Đừng biến chúng ta trở thành sư tử trùng, thực sư tử nhục. Đức Phật của chúng ta đã rất sợ điều này trong tăng đoàn, đã rất sợ sự phân hóa của tăng đoàn, rất sợ sự chia năm xẻ bảy của tăng đoàn, rất sợ những điều đó làm lũng đoạn trong tăng đoàn. Đức Phật đã cảnh báo, đã dạy từ rất lâu. Ta là những người con của Đức Phật, chúng ta phải hiểu điều đó rất rõ để chúng ta làm sao ứng dụng được theo lời Phật dạy. Ít nhiều, ít nhất ta cùng với tất cả mọi người hay là những người xuất gia đều là con của dòng họ Thích Ca. Phải xem tất cả chúng ta là anh em chung trong một ngôi nhà, cùng thương yêu, cùng tương trợ, cùng giúp đỡ nhau xây dựng và bảo vệ ngôi nhà Phật Pháp. Không có bất cứ lý do gì để ganh tị, để chống bán, để làm khổ nhau bằng cách này, bằng cách khác. Đó là không đúng đạo lý. Chúng ta là người đi trước, chúng ta là người có điều kiện, chúng ta sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho những người đi sau, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Đây là cái cách mà chị ngã em nâng. Trong đạo lý cuộc đời là như vậy. Huống chi chúng ta là con của Thích Tử. Chúng ta con Thích Tử, chúng ta hy sinh cho nhau không hết. Có gì đâu mà chúng ta lại làm khổ nhau. Điều quan trọng nhất là những lần chúng ta làm khổ nhau như vậy, chúng ta có thẹn lại cõi lòng mình không? Chúng ta ngủ, chúng ta có thấy ân hận khi chúng ta làm điều đó hay không? Vì vậy, cho nên cái việc mà gọi là trong nhà đạo, tu học, phải là tìm cái cách nào đó để khắc chế những phiền não tiềm mẫn trong lòng chúng ta, để chúng ta có được sự thảnh thơi, an lành, tự tại. Cái điều đó quan trọng lắm. Cho nên hồi lúc tôi còn học ở trường cơ bản, tôi nhớ lời của cố Hòa Thượng Đắc Pháp có kể một câu chuyện cho anh em nghe. Cái câu chuyện thế này: nó có một vị thầy xây dựng được một ngôi chùa, tới khi vừa hoàn thành thì thầy đó cũng bệnh sắp chết. Cho nên thầy đó cảm thấy rằng rất là tiếc nuối cho cái công việc của mình. Cho nên nhờ các đệ tử mọi người đẩy đi mà rờ từng mảng tường mà khóc thúc thích như vậy. Cái này là một bài học cân nhắc cho thế hệ tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta có cảm giác như thế thì thật sự cái vướng mắc của chúng ta còn quá nhiều. Và điều đó để chứng tỏ rằng là thực tế trong cuộc đời như thế này, chúng ta chưa buông bỏ được thì muôn ngàn thứ khác cũng rất khó nói. Vì vậy ở đây, khi người làm đạo, khi là người tu sĩ, phải tập cho mình có một sự thảnh thơi an lạc trong tâm hồn. Phải tập tìm phục tất cả những tham sân si tật đố, và nhất là tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ là sợ người khác danh phận hơn mình, sợ người khác điều kiện hơn mình, đi bôi nhọ nhau. Điều này là điều khả ố.
trong cuộc đời họ làm bằng cái tâm đố kỵ đó là do phiền não người đời họ có đã đành. Chúng ta là một nhà tu, chúng ta đối với một nhà tu mà có tâm này, làm sao chúng ta không hổ thẹn khi chúng ta mặc áo của Như Lai? Vì vậy ở đây không nhìn nhau được như anh em chung một nhà thì làm sao để sống hòa hợp, để làm tất cả các Phật sự được. Cho nên điều này mỗi tu sĩ đều phải tự hiểu điều đó, phải tự dặn lòng của mình nên làm gì để góp phần cho ngôi nhà chung của Phật Pháp. Nhìn thấy sự hưng vong của Phật Pháp làm sự buồn vui cho chính mình, chứ không phải là mình cất được ngôi chùa cho chính mình là mình tự hào, ai sao mặc kệ. Không phải vậy. Mình cất được một ngôi chùa mà tất cả ngôi chùa khác không phát triển được, đó là nỗi buồn. Đó là nỗi buồn. Làm sao phải tất cả các nơi đều phải phát triển được một cách tốt đẹp, đồng bộ. Cho nên tôi từng trao đổi với một số quý thầy, tôi thấy một số nơi làm Phật sự cũng tốt đó, nhưng mà nếu dựa vào một vài nơi đó mà mình cho rằng Phật giáo phát triển đó là sai. Mà mình thấy nơi nào cũng như vậy mới là điều đáng mừng. Phật sự nơi nào cũng phát triển như vậy, chùa nào cũng phát triển được như vậy, đó mới là điều đáng mừng. Còn tại một vài ngôi chùa để phát triển một cách rầm rộ, đó chưa phải là đáng mừng. Đó chỉ là một cái sự mà gọi là tập trung của Phật tử lưu động thôi. Mà làm sao chùa nào cũng đầy đủ điều kiện để phát triển và Phật Pháp mà tín đồ số lượng đông như thế, lúc đó chúng ta mới mừng. Đó là sự phát triển đồng bộ. Như vậy các trụ trì cần phải nỗ lực về điều này, hỗ trợ nhau về việc này. Các trụ trì cần phải là như vậy. Chùa này giúp đỡ chùa kia giúp đỡ chùa nọ, không có can thiệp hay là ngăn cản Phật tử chùa tôi, Phật tử chùa ông, Phật tử chùa thầy, Phật tử chùa cô. Không có chuyện đó. Tôi nói thật với các vị, tôi quy y trên 60.000 Phật tử trong thời gian qua, nhưng chưa bao giờ tôi nói bất cứ một người Phật tử nào là để đi chùa của tôi. Tôi nói thật lòng như vậy. Khi tôi quy y rồi, tôi đều dặn Phật tử là gần chùa nào đi và phụng sự Phật Pháp chùa đó. Không bao giờ để cho Phật tử cảm giác rằng là chùa mình, chùa ai, chùa này, chùa kia, để có sự ngăn cách trong đó. Chúng ta thấy miễn ai làm đạo được, đóng góp Phật Pháp được là chúng ta phải mừng, phải vui. Đừng bao giờ có tính cách ganh tị và có tính cách là bảo thủ về những người Phật tử đó với chính mình. Tu học là không có quan niệm vậy. Trong cuộc đời mình không có ràng buộc người ta trở thành sở hữu của mình. Trong cuộc đời con cái họ, họ còn sở hữu chưa được. Người ta sanh ra, người ta nuôi lớn lên, người ta có trách nhiệm, người ta sở hữu chưa được. Mình là một ông thầy tu, mình đi sở hữu như vậy, làm sao sở hữu được? Nhưng mà không phải vì chỗ đó rồi chúng ta không sở hữu, mà chúng ta phải mở rộng lòng. Để chỉ vậy, vì sự phát triển đồng bộ của Phật Pháp mà thôi. Cho nên đừng vì Phật tử mà các thầy phải ngăn cách. Đừng vì Phật tử mà các thầy làm cho Phật tử cảm thấy chới với trong con đường tu tập của mình. Nhìn hành động của thầy, chúng ta suy nghĩ hoài, tại sao người tu như vậy, rồi chúng con tu phải tu làm sao? Chúng ta tu mà chúng ta bảo thủ như vậy, chúng ta tu mà chúng ta ngăn cách như vậy. Vào chùa này nói xấu chùa kia nói xấu chùa nọ, đó là sự suy đồi của Phật giáo. Cho nên á, tôi có một quan niệm là tôi không thích quá nhiều cốc thất chùa. Nếu cốc thất chùa có ra để tăng ni mà ẩn dật tu hành thì điều tốt. Mà cất cốc thất chùa mà để sở hữu của chính mình thì đó là sự phân hóa của Phật giáo. Càng nhiều phân hóa càng lớn, và chỉ trích càng hung, và Phật tử hoang mang trên con đường tu học. Vậy ai tốt đây? Đến nơi này nơi kia nói nơi đó xấu, đến nơi nọ nơi đó nói nơi nọ xấu. Vậy chỗ nào tốt? Không còn một chỗ nào tốt. Phật tử lấy đâu làm chỗ nương tựa? Vì vậy khi chúng ta tu học, chúng ta phải tự tu tập và tự tìm phục lấy những phiền não của chính mình. Phải phát hiện được ngay nơi mình có những tập khí gì sâu dày, cái gì xấu, cái gì bất thiện, cái gì chưa tốt trong lòng chúng ta, để mà chúng ta khắc phục. Vì vậy nhìn lại mình là điều vô cùng quan trọng. Cho nên Tổ Huệ Năng từng dạy trong Kinh Pháp Bảo Đàn: nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy người sai quấy lỗi mình ngay bên đó. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta tu tập, chúng ta phải tự thấy chính mình. Chúng ta bớt đi chỉ trích chùa khác, chúng ta bớt đi chỉ trích người này người kia. Ai đến với chúng ta phải bảo vệ thanh danh của tăng đoàn, tất cả tu sĩ đều là tốt. Phải là như vậy.
chứ đừng có gì mà mình muốn giữ chân của Phật tử này, rồi mình nói xấu người kia, rồi người kia nói xấu người nọ, chính mình làm giảm giá trị của mình. Cho nên cái việc nhà tu của chúng ta cần bảo vệ nhau, chúng ta cần xây dựng một cái hình ảnh đẹp trong lòng của người cư sĩ Phật tử. Mà muốn xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng cư sĩ Phật tử để quý thầy hành đạo, thì quý thầy phải xây dựng một cái tâm hồn đẹp nơi chính lòng mình. Cái đó gọi là chánh báo. Cho nên một vị tu sĩ có chánh báo tự nhiên có y báo, có chánh báo tự nhiên có những quyến thuộc, là điều mà không cần tìm. Vì vậy cho nên các thầy khi tu tập, các thầy tự nên làm chánh báo, trang nghiêm lấy chính con người của mình, tập đào thải bớt đi những cái tật xấu của chính mình. Chúng ta đào thải mà cả đời còn không biết nó hết hay không, còn huống chi là chúng ta ở đây chúng ta chiều theo như thế. Chúng ta nói ra một lời chúng ta phải cẩn thận, biết rằng là chúng ta nói này có khổ đau hay không, chúng ta nói cái này chúng ta có phải làm xấu đạo đi hay không. Chúng ta phải để ý rất rõ về điều đó, tự kiểm thảo lấy chính mình. Tìm phục được phiền não nhỏ thì chúng ta sẽ tìm phục được phiền não lớn sau này. Đây là điều vô cùng quan trọng. Thành ra nhà tu của chúng ta ít nhiều phải biểu hiện được cái sự lạc quan, tự tin, tự tại của chúng ta. Chúng ta còn quá nhiều ràng buộc chúng ta không tự tại được. Chúng ta còn quá nhiều ràng buộc chúng ta không được thông thoáng trong đầu được. Vì vậy đầu chúng ta không có an lạc, không có thông thoáng, thì thật ra mà nói đến với chúng sinh làm sao được an lạc. Mà trong khi trụ trì là nơi để rồi tất cả mọi người đều đến để chia sẻ, trụ trì phải chấp nhận về điều đó thôi. Trụ trì là nơi để quần chúng đến, thưa thầy con chuyện này, thưa sư cô con chuyện kia, thưa sư bà con chuyện nọ, thưa sư ông con chuyện khác. Đó là chuyện đương nhiên mà sư bà, sư cô, sư ông, thầy cô đó phải thật sự có đạo đức và thảnh thơi trong đầu. Thì đó là một cái vị mà giống như tôi nói từ đầu, là một bậc thánh giữa cuộc đời, là một vị Bồ Tát giữa lòng xã hội. Phải là như vậy. Cho dù chúng ta không xem mình là như vậy, nhưng tất cả quần chúng mọi người đều kính quý chúng ta là như vậy. Hãy giữ trọn vai trò này, cái sứ mạng này. Cho nên cái việc mà điều phục tham sân si là cái mà chúng ta nhắc nhở từng ngày. Bài hồi hướng chúng ta nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Thì phiền não chướng đó là tất cả những cái mà tham sân si. Trong bữa ăn chúng ta có tam đề ngũ quán, cũng nhắc nhở gì chúng ta điều đó. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Điều thứ ba là phải ngăn ngừa tham sân si là cội gốc. Vậy nhắc nhở chúng ta từng giờ từng phút trong từng thời pháp hành trì như vậy. Vậy mà ở đây chúng ta cứ cảm thấy điều đó như một câu để tụng xong nghi lễ. Không phải đâu. Những câu đó là nhằm nhắc thức, đánh động lương tâm của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta. Vì vậy những nhà tu, những vị làm trụ trì trở thành bậc thầy, bậc mô phạm trong lòng xã hội, thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải thể hiện điều gì để mà chúng ta có thể làm trọn một cái vai trò để đem lại lợi ích cho Phật Pháp và cho chúng sinh. Thì trước nhất chúng ta phải tìm phục những phiền não sẵn có nơi chính mình. Tiếp theo là phần thứ ba, là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật có 84.000 cái pháp môn hay là cái cách tu mà ở đây tất cả người học Phật của chúng ta cần phải học. Và chúng ta thấy điều này là trong cái điều mà nguyện thứ 8 của 10 nguyện phổ hiền. Thì điều thứ 8 là gì? Bát giả gì? Bát giả quên hết rồi hả? Bát giả thường tùy Phật học. Tức là cái điều thứ 8 là nguyện mãi mãi theo Phật để học. Vậy thì cái điều thứ 8 này nó nói lên cái điều gì? Thật sự mà nói, học là một trong những con đường để giúp chúng ta tu tập một cách tốt nhất. Xưa nay khi chúng ta nghe, nhất là thiền công án, thiền thoại đầu, làm cho chúng ta cảm thấy rằng học là một cái chướng duyên, hoặc là học để mà nó làm cho chúng ta bị tăng thêm sở tri chướng. Đây là những cái nó gọi là dường như là chưa hợp lý lắm đối với con đường mà vào đạo của tất cả mọi người. Trên nền tảng của Phật Pháp, chúng ta có tam huệ. Tức là một là văn huệ, hai là tư huệ, ba là tu huệ.
Trong cái tam huệ đó là văn huệ, tức là nghe, đọc, học. Cái đó gọi là văn huệ, tức là nhờ đọc, học và nghe, nó làm chúng ta phát sinh cái hiểu biết, cái nhận thức của chúng ta. Rồi hai là tư huệ, tức là suy tư nghiền ngẫm về vấn đề đó. Và cuối cùng là mới vận dụng những vấn đề mà đã suy tư một cách đúng đắn để ứng dụng, để tu hành. Cái đó gọi là tu huệ. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn qua theo một cái phiến diện của thiền công án, cho rằng kiến thức là sở tri, là cái chướng đạo, thì nếu chúng ta chấp cái câu đó thì chúng ta không có cách nào để vào đạo được, và đặc biệt nhất là trong thời đại này. Cho nên là tôi đã từng nói trong một số bài giảng, tôi nói học không phải là tối ưu, nhưng nó cũng là con đường thứ yếu, con đường thứ hai để tiếp cận được với chân lý. Con đường đầu tiên có thể chúng ta nghe một hiểu mười, nghe một giác ngộ mười, bằng những quan điểm giống như trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật rồi đó. Cái đó qua quan điểm của Thiền Tông Trung Hoa, nhưng mà nó không phải là quan niệm từ nguyên thủy Phật giáo. Chúng ta phải thấy rất rõ là vậy. Nguyên thủy Phật giáo phải đi theo con đường văn tư tu. Và vì vậy con đường trực kiến tâm linh qua vấn đề là không cần văn tự, thì cái này một vài bậc thượng căn nằm trên đầu ngón tay. Còn cơ bản nhất với tất cả chúng ta, chúng ta phải đi qua cái con đường của kinh điển, của học tập và của nghiên cứu, theo cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền là bát giả thường tùy Phật học. Đó là điều thứ 8. Ngài Phổ Hiền nguyện sẽ học hết những pháp môn của Đức Phật, sẽ học tất cả những điều Phật dạy từ một đến nhiều đời. Và vì vậy khi chúng ta là người con Phật, chúng ta cũng phải cần phải học và tư duy, học những lời Phật dạy không phải là chân lý, nhưng mà những lời thuyết minh về chân lý. Bởi vì trên cơ bản ai cũng hiểu chân lý nằm ngoài ngôn ngữ, nhưng mà nếu không có ngôn ngữ, không có lời giải thích phân biệt như thế, thì làm sao chúng ta thể nhập được chân lý, và làm sao chúng ta đi vào chân lý. Vì vậy cho nên là học là cách duy nhất để chúng ta nhận ra được lời Phật dạy mà tu hành. Cho dù đối với tất cả những bậc thiền sư như cả Trung Hoa, không xem đó là cái tối ưu, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là điều quan trọng nhất là không có kiến thức, làm sao phân biệt và làm sao để chọn con đường tu một cách đúng đắn được. Chúng ta phải thấy cái tệ nạn của trong Phật giáo chúng ta trong quá khứ là tu sĩ chúng ta không có học. Vì tu sĩ chúng ta không có học, một là vì không có trường lớp để học, hai là do biến cố lịch sử không có điều kiện để học. Cho nên tu sĩ của chúng ta đa phần là tu lâu ác hẳn lên sư cũ. Cho nên chúng ta thấy đó là một sự thiệt thòi, là nỗi đau của Phật giáo trong thời quá khứ. Do những cái vị thầy của chúng ta thiếu điều kiện tu học như vậy, cho nên chúng ta bị ngoại đạo ăn hiếp, bị những người không yêu thích Phật giáo chất vấn bằng cái bậy bạ, chúng ta không giải quyết được các vấn đề. Thành ra đó là một nỗi đau trong quá khứ, mà trong mười mấy hai chục năm qua chúng ta đã lần lần được khắc phục được chuyện này. Khi trường lớp càng ngày càng nhiều và tăng ni có điều kiện học tu nhiều, nó đã hạn chế bớt tối đa cái việc xúc xỉm, cái việc bậy bạ của những người ăn hiếp không chính đáng. Và vì vậy họ có thể nói trăng nói cuội mà chúng ta không thể biết đường để trả lời được. Thứ hai nữa, chúng ta không có học, chúng ta biết đường đâu để tu. Tôi nói thật với các vị, tăng ni không học đừng nói chữ tu. Tôi dám nói là như vậy. Chúng ta có hai cách học. Một là tự học, hai là học ở trường lớp với các bậc thầy. Cách học nào cũng có thể giúp chúng ta hiểu đạo và có thể tu đạo được. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có học. Tăng ni không học không biết đường tu. Tổ Khánh Anh Ngài đã từng dạy mà, học mà không tu là đãi đựng sách, tu mà không học là tu mù. Nhưng mà thà cái đãi đựng sách mà nó không lạc lối cũng đỡ đi. Nhưng mà nếu mà tu không học tu mù, cái đó mới lạc lối. Vì không biết tu đại tu càng, cho nên chúng ta dễ rơi vào tà kiến, những rơi vào trong cái chuyện hướng dẫn sai lầm, và dễ biến mình trở thành nạn nhân của tất cả những cái vấn đề là mê tín tà đạo. Đây là điều quan trọng vô cùng. Cho nên ở đây người tu sĩ của chúng ta hay người cư sĩ cũng vậy. Các Phật tử đa phần nó thôi già rồi học gì nữa, tu rị được rồi, xin vào chùa để công quả, để tu trọn cuộc đời. Cái đó không có tu, cái đó là xin công quả chứ không phải là tu. Cho nên có những người ở chùa rất lâu là ở chùa lâu chứ không hẳn là tu lâu. Cho nên đôi khi ở chùa lâu ngã mạng càng lớn,
càng làm ra vẻ, càng làm phách, càng kiêu ngạo với những người mới đến. Ở đây nó giống như ma cũ ăn hiếp ma mới. Nếu người ở chùa lâu mà thật sự là do tu lâu, không có chuyện đó xảy ra. Mình ở chùa lâu mà mình có tu học, mình sẽ là người mở đường tiếp bước để mà giúp cho những người khác đến tu học, và mình sẵn sàng giúp đỡ để hỗ trợ những người đến sau mình. Không kiêu ngạo, không ngã mạn, không gì cả. Bởi vì mình biết rất rõ là bước vào đường tu là một con đường hy sinh mà. Người ta chịu hy sinh để bước vào đây là mình phải là người đi trước, phải tiếp tăng độ chúng, phải tiếp bước với tất cả mọi người. Vậy mà tại sao một số người, nhất là cư sĩ ở chùa công quả lâu năm, cái ra vẻ, thậm chí chẳng những ra vẻ với cư sĩ mà còn ra vẻ với cả tu sĩ nữa. Đây là cái điều đáng trách. Cho nên nó ăn tù hủ nhiều chưa chắc là tu, ở chùa lâu chưa chắc là tu, mà chuyện đào thải phiền não, tìm phục giải quyết các vấn đề nghiệp chướng, tham sân si đố kỵ, những kiêu ngạo ngã mạn ích kỷ của mình, cái đó mới là các vị đang tập tu. Vì vậy phải nói rằng không học là không biết đường tu. Các vị không học cho nên các vị nghĩ vô ở chùa vậy là tu rồi, ăn chay là tu rồi, lên chánh điện vọng chung hàng ngày là tu rồi, công quả như vậy là tu rồi. Không phải, cái đó đang làm để kiếm phước. Còn tu mà không chuyển hóa được phiền não nghiệp chướng chưa phải gọi là tu. Cho nên Tổ Huệ Năng đã từng dạy, nếu không liễu ngộ được, tức là không nhận ra được chân tâm, không giác ngộ được Phật tánh, thì nghiệp chướng đến phước báo nào có thể cứu đặng. Đây là lời dạy rất là chân tình. Cho nên phước báo có thể giúp chúng ta có chén cơm manh áo và cuộc sống có thể tạm thời, nhưng chưa phải là vấn đề giải quyết vĩnh cửu. Ở đây, khi tu học, có học mới biết được thế nào là phiền não, có học mới biết được thế nào là ngã mạn, có học mới biết thế nào là sân si, có học mới biết thế nào là đố kỵ, có học mới biết thế nào là hờn ghen. Học biết và giáo pháp của Đức Phật có các pháp môn để đối trị những tật xấu, những tệ nạn, những phiền não này. Vì vậy một người nói không học mà tu được, đây là cái câu nói che miệng mà thôi, làm bia để đỡ đạn mà thôi. Thực tế không chịu học, không chịu nghiên cứu, đừng hòng nói chuyện tu. Tôi nói một cách đơn giản, quý thầy nói quý thầy tu, mà bây giờ quý thầy đang ngồi thiền, những cái nhiễm ô vọng động phiền não trong lòng các thầy nghĩ, các thầy bị chi phối bởi tham dục, tài sắc danh, các thầy bị chi phối bởi lo lắng sợ hãi, tất cả những điều đó quý thầy làm gì? Không biết làm gì cả. Và thật sự mà nói, không có từng học thì thật ra cũng rất khó để gọi là buộc mình phải vận dụng tu hành. Cho nên khi học mới thấy được cái lẽ cần tu, và khi học mới thấy được mình có nhiều tật xấu cần phải điều phục. Lời Phật dạy, lời Tổ dạy, lời Chư Tôn Hòa Thượng dạy là ngọn đuốc soi đường, là thước để đo cho chính mình. Dựa vào cái thước đo đó, dựa vào ngọn đuốc đó để mà khỏi lạc vào tà kiến, dựa vào cái thước đó để đừng buông mình quá đà. Học là điều vô cùng quan trọng, tuy rằng không phải là mục đích tối thượng, nhưng ít nhất học nó giúp cho mình nhận thức hiểu biết để chọn lựa con đường mà tu. Cho nên có hai cách học mà tôi nói với quý thầy. Không có điều kiện đến trường lớp thì ở chùa tự nghiên cứu, tự nghe băng, tự tìm ra con đường tu tập cho chính mình. Phật tử cũng vậy mà tu sĩ cũng vậy. Cái người tu hành mà bỏ tất cả những cái kinh điển, hay là xem thường kinh điển, hay là xem thường sự học, mà chúng ta chưa có đạt ngộ giải thoát, thì cái cách đó là cách nói sai lầm. Cái cách nói để mà chúng ta coi như là không có lối thoát. Cái cách nói để lấy bia để đỡ cho mình. Tôi nói với các vị, chúng ta muốn qua bờ bên sông, chúng ta phải có thuyền. Chúng ta chưa được qua bên sông mà chúng ta chê thiền, mà chúng ta đòi bỏ thiền, chúng ta miệt thị thiền, thì làm sao chúng ta qua sông? Vì vậy thiền không phải là bờ bên kia, nhưng mà thiền là phương tiện để giúp cho chúng ta qua được bờ bên kia. Khi qua tới bờ bên kia rồi mới bỏ thiền lại. Đây là điều quan trọng. Những lời Phật dạy, kinh điển hay là kiến thức Phật học là chiếc thuyền. Nó không phải là mục đích bên bờ bên kia, nhưng nó là phương tiện để giúp
cho quý thầy, quý cô tới bờ bên kia. Vì vậy kiến thức là một cái cách để giúp chúng ta nhận ra được chính mình, để mà nhận thức, để tu tập. Đây là điều quan trọng, không đơn giản tí nào. Cho nên á, tôi nói chân lý nằm ngoài ngôn ngữ, cái đó điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà không có ngôn ngữ giải thích, làm gì chúng ta có khái niệm để có đường đi, để có lối vào. Mà chấp mắt cái đó trở thành cứu cánh thì không đúng. Cái đó mà Tổ Khánh Anh mới nói là đãi đựng sách đó. Nếu có kiến thức để chấp mắt, để ôm lấy, thì cái đó lại không thông minh. Nhưng mà không có kiến thức thì tu mù là cái điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên trong cái thời buổi hôm nay, đừng đem mình ra so sánh với Lục Tổ Huệ Năng. Trong đời buổi hôm nay, đừng đem mình ra so sánh với bậc thánh như là Bàn Đạt. Tất cả những cái bậc Đại Bồ Tát, các bậc thánh, các bậc mà siêu xuất như vậy, nó chỉ nằm trên đầu ngón tay. Hiếm, rất là hiếm. Những bậc đó là vô cùng hiếm. Chúng ta không phải là những hàng thượng căn, hàng thượng trí đó. Vì vậy con đường cầu học để tiến tu, đây là cái cần. Trong quá khứ lịch sử của chúng ta, chúng ta thấy các bậc thầy tổ của chúng ta đều là những người có học hết chứ. Tất cả những bậc thầy để làm đạo sau này đang là, hay là những vị đã nằm xuống rồi, chúng ta thấy đa phần các vị chư tôn đức hòa thượng lãnh đạo giáo hội của chúng ta từ trung ương đến địa phương đều trải qua những trường lớp hết. Đó là những cái cách để giúp cho các ngài nhận thức, để tu tập cho chính mình và có kiến thức để truyền bá lại cho đời hậu thế. Đó là việc cần. Cho nên khi chúng ta là một nhà tu, chúng ta đừng đọc một vài hay là nghe một vài người nói cái gì đó rồi chúng ta cho học là như thế, học là sẽ là những tông đồ hàng tri giải, nói theo giống Tổ Huệ Năng vậy đó. Thì nếu chúng ta có quan niệm này để học theo cách của thiền sư chưa đúng. Bởi vì thiền sư mà nói điều đó là khi nói đó với ai, người đó đang cơ đó tới mức nào. Cho nên một giáo pháp nói ra nó phải đủ hai ý nghĩa, khế lý và khế cơ, đúng với chân lý và đúng với đối tượng. Nếu chân lý thì đúng mà đối tượng không đúng, xem như đó chưa phải là kinh điển, chưa phải là chân lý. Vì vậy cho nên cái cách học của chúng ta hôm nay, nhờ học chúng ta mới thoát đi lưới tà kiến, nhờ học chúng ta mới hiểu và trân trọng giáo pháp của Đức Phật, nhờ học chúng ta mới bảo trì được chánh pháp. Còn bằng không, tu sĩ chúng ta không học, chúng ta lấy gì để dạy đời? Không có cái gì để dạy cuộc đời hết á. Cho nên cuối cùng dạy tầm bậy tầm bạ không. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi có một cô Phật tử gặp tôi, thì cổ nói là cổ gặp một cô ni. Cô ni nghe cổ là cô này đang tụng kinh Pháp Hoa. Cô ni mới nói rằng là cư sĩ có gia đình ở tại nhà không được tụng kinh Pháp Hoa. Cô này mới hỏi vậy con tụng kinh gì. Cô này mới nói Pháp Hoa thì tụng không được, nhưng mà tụng kinh Phổ Môn đi, tốt lắm. Xin thưa với các vị, nghe qua câu đó chúng ta cảm thấy nó chua xót trong lòng gì đâu. Tại sao mà một cái cơ bản nhất mà chúng ta còn không hiểu mà chúng ta còn đi nhiễu loạn và đi khủng bố tín đồ Phật tử như vậy? Các vị có biết kinh Pháp Hoa và kinh Phổ Môn như thế nào không? Kinh Phổ Môn là một phẩm trong kinh Pháp Hoa, là phẩm Quan Thế Âm đó. Chúng ta trích ra để chúng ta làm cái thời khóa tụng kinh cầu an đó. Như vậy ta tụng kinh Pháp Hoa thì không được mà tụng kinh Phổ Môn thì được. Chúng ta nói như vậy là cái nghĩa lý gì? Ở đây chúng ta không biết thì đừng có nghe cái lỗ tai. Ai đồn đó người ta lời qua tiếng lại, rồi lấy cái lỗ tai nghe đó bằng một cái cách mà đồn qua tiếng lại của cuộc đời đó, rồi đi dạy cho người Phật tử, cái đó có phải dạy đúng lý không? Chúng ta dạy như vậy là không phải. Rồi có những người đi gặp người cư sĩ Phật tử là nhà tu đó, rồi thấy thờ Phật Thích Ca, cái nói là có gia đình sao thờ Phật Thích Ca, thờ không có nên đâu, thờ Phật Quan Âm mới được chứ thờ Phật Thích Ca là không có nên đó, đổ vỡ gia đình hoặc gia đình lộn xộn cho mà coi. Như vậy ở chỗ chúng ta giải thích Phật Pháp và chúng ta đến với mọi người bằng cái cách tà kiến như vậy thì sao chứ? Chúng ta có một cái quan niệm gì lệch lạc, tà kiến ngoại đạo như vậy, cái đó từ đâu ra? Từ cái mà chúng ta không chịu học, chúng ta không chịu dồi mài nghiên cứu, để rồi cuối cùng chúng ta trở thành cái người mà hướng dẫn người khác tu bằng cách đó. Chúng ta là nhà tu, chúng ta không lấy đạo pháp làm lẽ sống,
mà chúng ta lấy ngoại đạo làm lẽ sống, chúng ta lấy mê tín làm lẽ sống, chúng ta lấy đồng bóng làm lẽ sống, chúng ta lấy bói toán làm lẽ sống, chúng ta lấy phong thủy làm lẽ sống, cái đó chưa phải. Tất cả đồng bóng bói toán nếu làm thì những cái người phải có cái chánh lý đàng hoàng mới làm, vận dụng cái đó như phương tiện thì đúng. Cho nên chư tổ chúng ta từng nói cái câu là tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà, mà chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức thị chánh, là chỗ này. Nếu một cái người mà chánh nhân mà thuyết tà pháp cũng trở thành chánh. Cho nên các bậc tổ của chúng ta từng là những thầy phong thủy, những thầy coi ngài, những thầy bùa lỗ ban, những thầy này thầy kia, nhưng tại sao truyền bá Phật pháp được và đưa Phật pháp đúng lý và người Phật tử tu đúng? Tại sao vậy? Tại các ngài là những người thấy đạo, những người đạt đạo, những người đưa phương tiện vào đời truyền giáo, cho nên các ngài không sai, có cái cách để đưa người ta về với lẽ đạo đúng đắn. Còn Phật pháp chúng ta không để lòng, chúng ta không có tu học theo Phật pháp một cách bài bản vững vàng, chúng ta lấy cái phương tiện trở thành lẽ sống, trở thành mục đích của chúng ta, chúng ta tự biến mình trở thành ngoại đạo mất rồi. Người tu mà không lấy Phật pháp làm cái lẽ sống mà lấy ngoại đạo làm lẽ sống, như vậy chúng ta trở thành ngoại đạo chứ gì. Cho nên ở đây pháp đúng sai chưa quan trọng bằng chính con người đó. Một con người là vai trò trụ trì hay là một con người truyền giáo quan trọng vô cùng. Vì vậy phải lấy Phật pháp làm lẽ sống là khát vọng của chúng ta. Nhờ như vậy thì chúng ta vận dụng các phương tiện để độ đời mới không sai. Còn ở đây chúng ta không có cái chánh lý, chúng ta không theo Phật pháp mà chúng ta mượn phương tiện làm lẽ sống, thì chúng ta lại tự đưa mình lạc lối. Vì vậy các bậc tổ thầy chúng ta sử dụng các phương tiện mà không lỗi. Còn chúng ta tại sao cũng làm giống như vậy mà chúng ta trở thành có lỗi? Do đâu? Cái này các vị tự mỗi người đặt lại một câu hỏi cho chính mình sẽ có câu trả lời. Vì vậy phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là cái điều này không ai nói. Nhưng mà hãy làm như thế nào? Phật pháp phải là bất biến mà tùy duyên, tùy duyên bất biến. Cho nên khi học Phật, khi có tu theo Phật pháp mà đúng đắn đường hoàng, thì chúng ta phải quán cơ rồi chúng ta sẽ độ chúng sinh. Nếu chúng ta thấy cái đó cần phong thủy độ được người đó, chúng ta sẽ dùng phong thủy để độ. Quán cơ thấy người này cần bói toán để độ thì hãy dùng bói toán để độ. Cũng giống như Bồ Tát Quan Âm, muốn cần hiện thân nào thì độ thân đó. Thì như chúng ta không hiện thân được như Bồ Tát Quan Âm, chúng ta sẽ vô số phương tiện để độ đời. Cái này nên. Nhưng đừng bao giờ biến phương tiện mà trở thành lẽ sống để lạc đi với con đường của Phật pháp, là cái không nên. Cho nên cái việc mà học ngày hôm nay là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải học, phải trao rèn kiến thức. Và có chúng ta có kiến thức chúng mình mới độ đời. Và chúng ta có kiến thức chúng ta mới trở thành một thầy trụ trì, làm phát triển được ngôi chùa, phát triển được đạo pháp. Bởi vì một thầy trụ trì cần giải quyết rất nhiều việc. Mà nếu chúng ta không học, không hiểu, chúng ta trở nên người giống như Tổ Quy Sơn dạy vậy đó. Tổ Quy Sơn từng dạy chúng ta cái câu gì? Xúc sự diễn tường, gặp việc như quay mặt vào vách. Do không học, không tu, gặp các việc không giải quyết được, cho nên xoay mặt vào vách, gọi là xúc sự diễn tường. Tức là gặp các việc như gặp vách vậy đó, không biết đường để giải quyết. Ở đây người tu học có bài bản, có trường lớp, hoặc là tự mình nghiên cứu. Một số vị thầy đâu có đi học trường lớp nhưng mà vẫn giỏi, là tại sao? Quý thầy đó tự nỗ lực, tự nghiên cứu, tự học tập. Có thể học với chính mình mà có thể học với cá nhân một vài vị hòa thượng đạo cao đức trọng nào đó, cũng có thể trở thành người lãnh đạo giỏi, cái người có khả năng giảng dạy cho đồ chúng, có khả năng hoằng pháp lợi sinh. Ở đây hoàn cảnh hôm nay, điều kiện chúng ta rất là phong phú. Chúng ta có thể học trên mạng, chúng ta có thể học từ đĩa, chúng ta có thể học từ sách. Xin thưa các vị, khi các vị mà có niềm đam mê cho việc học để phục vụ cho sự hoằng pháp lợi sinh và làm đạo, các thầy sẽ không có thời gian.
Và các thầy sẽ thấy rất ham về điều đó. Nếu một ngày nào các vị thấy rằng học là lẽ sống của chúng ta và cần học để mà ứng dụng tu hành, thì các thầy sẽ thấy khi nào có trường lớp, khi nào có điều kiện học, các thầy rất là mừng. Còn bằng không, thông thường chúng ta rất là ngán ngẩm khi nói đến việc học. Chúng ta chiều theo cái tự do của chúng ta đã quen rồi. Vì chiều theo cái tự do cho nên khi mình nghe nói học, chúng ta rất là ngán. Và nếu lòng chúng ta đã ngán như vậy thì kiến thức Phật học chúng ta rất mà khó được tăng trưởng. Cái người học là phải có đam mê. Mà nếu học có mục đích thì chúng ta đam mê lắm. Một là học để vận dụng, để tu. Quý vị đang tu mà quý vị đọc được một cuốn sách nào của bậc tổ, cuốn sách là lục hay là giảng dạy gì đó của các bậc tổ, các bậc thầy, các vị đọc, các vị thầy cảm thấy sung sướng. Vì đọc tới đâu quý thầy lý giải được những vấn đề vướng nạn quý thầy đang tu, cho nên cảm thấy rất là ham hở, cảm thấy rất là thích thú. Còn nếu mà chúng ta đọc cuốn sách, chúng ta học không biết để làm gì thì thật ra mà nói chúng ta rất là chán nản. Cho nên chúng ta phải phát nguyện như Hạnh Phổ Hiền để học. Và chúng ta phải phát giống như một đại nguyện của Tứ Hoàng Thệ Nguyện: pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chúng ta phải tự thệ với lòng, phải học rất nhiều pháp môn. Nhờ chúng ta học nhiều pháp môn cho nên chúng ta không có đấu đá bậy bạ. Thông thường chúng ta tông phái này chúng ta dễ chỉ trích tông phái kia, tông phái kia dễ chỉ trích tông phái nọ. Xin thưa các vị, nếu chỉ trích nhau thì chúng ta trở thành người mù gờ voi đấy. Tại vì tất cả các tông phái là một bộ phận của con voi. Cho nên nếu mà chúng ta nghiên cứu tất cả các pháp môn, nghiên cứu tất cả các nền tảng của Phật học, thì các vị không chỉ trích nhau, bởi vì thấy tất cả chúng ta đều là thành phần của con voi mà. Còn nếu chúng ta không có học như thế, chúng ta cố chấp theo tông chỉ của riêng mình, thì tông này chỉ trích tông kia, vô tình là chúng ta chỉ trích nhầm lẫn với nhau. Xin thưa các vị, Phật pháp là tổng thể của một con voi. Các tông phái khác nhau là các bộ phận khác nhau trên một con voi. Và mỗi người chúng ta nếu mà không có cái tầm nhìn rộng thì chúng ta chỉ ôm một bộ phận nào đó của con voi. Ở đây tôi nói thật với các vị, tôi từng giảng trong một số bài giảng, ví dụ như bài Thiền Tịnh Song Tu, tôi có nói, tôi nói thiền là cốt tủy căn bản của Phật giáo. Tất cả các pháp môn không có thiền đều là tà ma ngoại đạo. Phải khẳng định 100% là như vậy. Người tu thiền đi vào thiền bằng phương pháp hành thiền. Người tu tịnh đi vào thiền bằng con đường tịnh độ. Người tu mật đi vào thiền bằng con đường mật chú. Và tất cả các tông phái khác cũng đều như vậy. Nếu không có chất thiền làm nền tảng căn bản cho các pháp môn tu, mà ai nói bất cứ một pháp môn tu nào đều trở thành tà ma ngoại đạo cả. Bởi vì đó là tính cách nhất quán rồi, căn bản trong Phật pháp rồi. Cho nên ở đây chúng ta không phải là chúng ta tu thiền có nghĩa là thiền. Dầu tông phái thiền chúng ta cũng vẫn tìm đến thiền bằng con đường hành thiền. Vậy thôi. Người tu tịnh độ cũng vẫn đạt đến thiền bằng phương pháp tịnh độ mà những tông chỉ đó đã hướng dẫn cho chúng ta. Vì vậy các pháp môn nó đều trở thành tính nhất quán với nhau. Trên phương tiện thấy dường như có khác, thực chất nó chỉ là một. Mà Đức Phật đã từng dạy trong các kinh A Hàm, Đức Phật đã từng nói: nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vì vậy tu theo con đường nào cũng đi đến đỉnh điểm của nó là sự giải thoát cả. Vì vậy không có pháp môn này đã phá pháp môn kia. Và khi các vị thông một pháp môn có nghĩa là các vị thông các pháp môn còn lại. Bởi vì Phật giáo là như thế. Chúng ta thấy dường như có muôn ngàn lối, có muôn ngàn pháp môn, nhưng thực tế các vị thông được một pháp môn, các vị lý giải được tất cả các pháp môn còn lại. Cho nên điều quan trọng nhất là các vị có đạt được cái tông chỉ của mình đang tu hay không. Đây là điều quan trọng. Còn cái điều mà để gọi là chỉ trích nhau là chúng ta chưa đạt tới, cho nên chúng ta còn những cái rất giới hạn của mình. Riêng ý tôi nghĩ rằng nghiên cứu Phật pháp là nghiên cứu theo điều thứ ba, đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Khi các thầy học nhiều, các thầy sẽ thông suốt, và các thầy không có vướng nạn, và các thầy không bị ngăn cách và phân chia. Thứ hai, khi các thầy đã học Phật Pháp, các thầy không bị những người mê tín tác động vào cho con đường tu tập và hướng đạo của chính mình. Khi các thầy có tu học đàng hoàng thì các thầy sẽ không hướng dẫn người ta đi theo những con đường tu tập một cách mê tín sai lạc như vậy. Đây là cái điều mà các thầy nên lưu ý. Việc học tập không phải là con đường chính yếu, nhưng nó cũng là con đường thứ yếu. Nói khác hơn là con đường thứ hai để giúp chúng ta tiếp cận được với chân lý của Đức Phật. Tổ Liễu Quán ngày xưa cũng có một câu: học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Cái chữ tà kiến của Tổ Liễu Quán nói, nó không mang cái nghĩa tà kiến là đi bậy bạ, mà Ngài muốn nói là đừng vì sự học quá mà có thể là bị sở chi chướng ngăn che. Nhưng mà ở chỗ là không học thì thêm lớn vô minh, có nghĩa là không học làm sao tu tập được. Trong khi Tổ Liễu Quán là người tu theo thoại đầu, mà Ngài đâu có bỏ kinh điển bao giờ đâu. Nhưng Ngài phải bảo những người học cần thấy đó là phương tiện, chấp phương tiện làm cứu cánh là sai. Vì vậy cho nên chúng ta thấy kinh Viên Giác từng có một câu là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển lời dạy của Đức Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng được thí dụ cho chân lý, ngón tay chỉ cho phương tiện. Như vậy chân lý nằm ngoài phương tiện, nhưng không có phương tiện thì không đạt được chân lý. Cũng vậy, không có ngón tay thì không thấy được mặt trăng, mà chấp ngón tay là mặt trăng thì không bao giờ thấy được trăng. Vì vậy người học Phật của chúng ta cũng vậy, khi biết rồi để bỏ chứ không phải để chấp, nhưng mà phải học qua rồi mới bỏ. Cho nên có một số vị khi không hiểu được điều này chỉ trích đã phá. Thật ra mà nói, chúng ta được gì? Bản thân chúng ta tu tập chưa được gì, học cũng không tới nơi tới chốn, mà thậm chí còn không có học nữa, chỉ lấy một vài câu thiền ngữ gì đó để che miệng mình. Cái đó gọi là khẩu đầu thiền. Cho nên cái chuyện mà nói trăng nói cuội, nói một vài lời để che đậy sự lười biếng, cái sự kém học của mình, cái đó không phải là cái tốt đối với những người xuất gia. Vì vậy trầm mình tu học là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề về kiến thức của chúng ta. Và có kiến thức rồi thì tất cả các thầy tu tập mới không lạc lối. Cho nên là nếu mà tu mà không học là tăng trưởng vô minh, tu sai lầm là vô minh chứ gì. Tất cả những cái con đường mà tu hành rõ đàng hoàng mà chúng ta không học, cho nên tu tầm bậy tầm bạ. Những người cư sĩ Phật tử á, là dễ rơi vào trong cái con đường mà gọi là tín ngưỡng lắm. Tu học mà tín ngưỡng, tôi nói thật với các vị, nếu biến đạo Phật trở thành tín ngưỡng thì đạo Phật không thể nào phát huy được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tu tập mà tín ngưỡng thì nó giống như bao nhiêu tín ngưỡng khác đã có mặt trên đất nước Việt Nam, thì giá trị đạo Phật đâu có gì đâu. Chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta cầu nguyện để được Đức Phật ban phước giáng quả điều gì đó, rồi chúng ta lại ông thần tài thổ địa, chúng ta cũng cầu y chang như vậy. Thì ông Phật với ông thổ địa, ông thần tài giống nhau. Như vậy thờ ông thần tài thổ địa cũng được, chứ mắc gì thờ Phật. Rồi vô lại Phật rồi cũng cầu cúng như thế, rồi lại gặp bình voi ông táo, cục đá ông tà gì đó, cũng lại cầu cúng như thế. Thì ông Phật với ông tà, cục đá bình voi ông táo giống nhau, thờ nào được, mắc gì thờ Phật. Nếu biến lại thành tín ngưỡng, đạo Phật sẽ là như vậy. Và Phật tử dễ lạc vào cái cách này, do không học cho nên dễ lạc vào cái này. Phật tử mà đi núi Sam núi Sập cầu bà cầu ông gì đó cũng thế. Thậm chí một số Phật tử đi thờ các vị mà ngoại đạo của những tôn giáo khác, thần thánh khác, đi về thờ để làm ăn hơn làm ra. Đây là những cái tà kiến, những cái vô minh, và do không học mà nó ra những cái tệ nạn như thế này. Cho nên vì vậy chúng ta học Phật, chúng ta hiểu rất rõ, học về hiểu về nhân quả, hiểu về tội phước, chúng ta sẽ biết chúng ta sống như thế nào. Cái nhân chúng ta không lo, mà chúng ta liên lo thay đổi cái quả là chúng ta sai lầm. Vì vậy Phật tử chỉ đối với Đức Phật mà không học trở thành tín ngưỡng ông Phật thì cũng như bao nhiêu tín ngưỡng khác, thì giá trị của Phật học có ở cuộc đời này có nghĩa lý gì, và sự hy sinh của Đức Phật
cho cuộc đời này vô nghĩa quá. Cuộc đời ngài hy sinh để lại cho đời cả một nền tảng Phật học như Tam Tạng Giáo Điển, mà chúng ta cũng xem ông Phật như bao nhiêu nền tín ngưỡng khác, trong khi tín ngưỡng làm gì có học thuyết. Tín ngưỡng không có học thuyết, tín ngưỡng là lời đồn, là niềm tin của quần chúng, không có lẽ thật. Cái chuyện đó ai muốn tin gì tin, nhưng mà người học Phật cũng tin như bao nhiêu người khác như vậy. Từ đâu ra? Từ cái chúng ta không có được học hành đến nơi đến chốn, không có được các bậc thầy dìu dắt chúng ta, và chúng ta không gần gũi các bậc thiện tri thức trên con đường tu học, chúng ta mới bị rơi vào những chuyện đó như vậy. Cho nên là Phật tử mà đi chỗ nào cũng thấy, đồng bóng cũng thấy, bối toán cũng thấy, sinh xăm bối quẻ cũng thấy, ông tà, ông thổ địa, ông thổ thần gì đó, chỗ nào cũng thấy. Từ đó là tôi cảm thấy rằng một tệ nạn. Người Phật tử không học Phật đánh đồng giữa Đức Phật với các thần thánh như vậy. Thần thánh khác thì do tưởng tượng. Đức Phật chúng ta là một bậc thầy lịch sử, có lời dạy, có học thuyết, có phương pháp để chúng ta tu, mà chúng ta không vận dụng để tu an lạc, để chúng ta cần mai rủi ở sự ban phước giáng họa của các thần thánh, do người ta thổi phồng, do người ta tưởng tượng mà ra. Như vậy không đúng lý. Trên cuộc đời này không có một thần thánh nào có khả năng ban phước giáng họa cho chúng ta cả. Tôi nói cái này không biết bao nhiêu lần rồi. Dường như cái bài giảng này tôi nói tại chùa Long Thành đó, cái bài giảng là hố sâu ngăn cách, tôi đã nói rất rõ rồi. Các vị nghe lại bài này các vị sẽ hiểu đầy đủ. Cho nên vì vậy trên cuộc đời này không có một ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào có khả năng ban phước giáng họa cho cuộc đời này cả. Nếu có ai làm được điều đó thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Và Đức Phật không làm được chuyện đó thì đừng nói những thần thánh tưởng tượng quyền quặc nào có thể làm được chuyện đó, trong khi Đức Phật chúng ta không hứa hẹn về điều đó. Như vậy Đức Phật không hứa hẹn bởi vì Đức Phật cảm thấy rằng điều đó không thể thực hiện được. Và vì vậy chúng sinh muốn hạnh phúc an vui là phải mình tự tu lấy. Gieo một hạt ớt mà đòi nó có cái kết quả là trái cam là chuyện vô lý, không bao giờ có được về điều đó. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng điều thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó, là cái điều này chúng ta nên cố gắng nỗ lực học trong khả năng có được của chúng ta. Cho dù chúng ta có lớn tuổi, chúng ta không có điều kiện để học, để biết nhiều, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải tìm một vài vị thầy chúng ta đáng tin cậy, thưa hỏi những điều cần thiết cho việc tu, nghe những đĩa cần nghe để ứng dụng mà tu cho chính bản thân mình. Còn người nào có điều kiện học, có thể tự học, có thể học trường lớp, thì cố gắng nỗ lực nghiên cứu để học. Và cái học đó nó sẽ giúp cho các thầy làm đạo được tốt hơn, giải quyết các vấn đề được gãy gọn hơn, nhanh chóng hơn và hợp lý hơn. Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ qua cái vấn đề thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Còn điều cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thật ra mà nói cái câu này vĩ đại quá. Thật tình mà nói như vậy, cả đời chúng ta tu hành mà để nói là thành Phật thì cái điều này là điều mục đích mà người con Phật nào cũng muốn đó. Nhưng mà không dễ tí nào. Xét lại cõi lòng chúng ta, xét lại đời sống phẩm hạnh của chúng ta, dường như chúng ta cảm thấy rằng con đường Phật đối với chúng ta còn rất xa. Nhưng mà nếu chúng ta có cái chí nguyện rằng thềm Phật rất cao, rất rộng, rất xa, nhưng bằng mọi cách con cũng nguyện để đạt đến. Nếu các vị nỗ lực thì cho dù không đạt đến mục đích tối thượng là thành Phật, thì ít nhất cũng trở thành những người mô phạm có đạo đức để làm lợi ích giữa cuộc đời. Tổ Quy Sơn từng dạy câu là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ là chỗ này. Đời đời con nguyện không thối chuyển, con nguyện không từ bỏ những khát vọng của con nguyện không từ bỏ tâm Bồ Đề, con nguyện không thay đổi cái hạnh nguyện này. Đời này đến đời sau, cho dù con chưa giải thoát, con vẫn nuôi cái nguyện này, sanh sanh nhược năng bất thối. Phật giai quyết định khả kỳ, thềm Phật bằng mỗi cách con mong mỏi con phải bước vào đó được. Như vậy cái câu dạy của tổ thật ra mà nói không phải nói chúng ta một đời. Con đường thành Phật một đời là điều vô cùng hiếm. Các vị nên nhớ như vậy. Đức Phật Thích Ca thành Phật tại cõi đời này, trong đời hiền kiếp này, sự thật đâu phải một đời để thành Phật đâu. Các vị Bồ Tát Bổ Sứ thì một đời cuối cùng mới thành Phật,
Còn chúng ta chưa được bổ xứ mà. Chúng ta trải qua ba A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát chưa? Chúng ta tích lũy vô lượng công đức chưa để chúng ta có thể nói được điều đó? Nhưng điều đó nó nằm trong cái sự khát vọng của chúng ta, cái ước mơ của chúng ta. Vì vậy, cái người học tu theo Phật là phải có niềm tin và phải lấy cái mục đích là con nguyện sẽ thành những điều mà Đức Phật đã thành. Đức Phật đã từng nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy, chúng ta phải tin tưởng rằng là chúng ta có khả năng để thành Phật. Nhưng mà quan điểm rằng chúng ta thành Phật hay là chúng ta đã thành Phật theo quan điểm của Đại Thừa thì chưa hợp lý. Chúng ta cần phải hiểu sâu sắc hơn về cái này. Mà dường như trong những bài giảng khác tôi chia sẻ rất là nhiều. Có nghĩa là cái quan niệm mà chúng sinh đã thành Phật nó không được hợp lý. Và chúng ta cần phải có một cách dịch nào đó để chính xác hơn. Chúng ta phải nói rằng chúng ta có khả năng để thành Phật thì điều đó hợp lý. Điều này đã giảng nhiều rồi, tôi không cần lặp lại. Rất có thể trong cái bài giảng tặng cho quý thầy cô, trong đó có giảng về Kinh Kim Cang, đã có phân tích cái điều này tương đối sâu. Có thể là một cái lời nói đã chia sẻ với quý thầy cô để nghiên cứu lại. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy con đường thành Phật là con đường sẽ đến, đó là con đường lý tưởng của tất cả những người tu đạo như chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là đừng để thối tâm. Cho nên trong quá trình hành đạo, làm việc lợi ích cho đạo, có những lúc chúng ta chán nản. Nhưng mà thật ra mà nói, chúng sinh vốn dĩ là khó độ, cho nên mới gọi là đời ngũ trược. Lòng ghét thầy phải có đủ nhẫn nại, cho nên phải mặc áo giáp nhẫn nhục, phải có cái chí tinh tấn, thì các thầy mới có thể dễ vượt qua được những chướng nạn đó. Chứ còn trong đời không có những sự nhẫn nhục và tinh tấn, thật ra rất khó độ đời và rất dễ nản. Và một điều trở lại chia sẻ với các vị là Đức Phật đã thành không phải Đức Phật làm những việc của mấy ông Phật, mà Đức Phật làm những điều chúng sinh chê không làm, hoặc những điều chúng sinh không dám làm mà các ngài làm để thành Phật. Cho nên vì vậy chúng ta phải hiểu rằng những hành động của Đức Phật không có gì gọi là mờ ám hay là nói vấn đề khó hiểu giữa cuộc đời này cả. Nhưng chỉ có một điều là chúng ta không đủ can đảm để làm như Đức Phật, vì vậy chúng ta không thành Phật mà thôi. Chúng ta thấy đi, cả cuộc đời của Đức Phật, có phải Đức Phật làm cái gì mà mờ ám không? Quá trình 5 năm khổ hạnh của Đức Phật có phải mờ ám không? Cái cuộc đời từ bỏ những cái vấn đề là những nhu cầu hưởng thụ vật chất trong cuộc đời, có phải cái gì ngoài con người không? Đâu có gì ngoài con người đâu. Nhưng mà Đức Phật làm được, ta không làm được. Đức Phật từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, đó là chuyện thật giữa cuộc đời. Chúng ta có nhà cửa con thơ gì đó, chúng ta có những nhu cầu vật chất cho dù nhỏ bé, chúng ta có làm được tới đó chưa? Chưa đủ can đảm mà. Vì vậy những hành động của Đức Phật làm không phải chuyện trên trời, không phải chuyện dưới địa ngục, mà chuyện thực giữa cuộc đời. Một hành động Đề Bà Đạt Đa du oan cho Đức Phật nhiều thứ, xỉa soi Đức Phật đủ điều, nhưng lòng Đức Phật vẫn bao dung tha thứ, đó là chuyện thực giữa cuộc đời. Vậy chúng ta có thể bao dung tha thứ cho một chúng sinh, cho một huynh đệ, cho một đồng đạo lỡ có điều gì đối với chúng ta, chúng ta làm được không? Những cái đó rất thực giữa cuộc đời mà chúng ta không làm được. Như vậy Đức Phật không phải thành Phật trên trời, không phải thành Phật dưới địa ngục, mà thành Phật là Ngài đã vượt qua những cái mà chúng sinh không dám làm giữa cuộc đời này mà thôi, chứ không có gì là cao xa cả. Nếu chúng ta tự làm được những điều mà xung quanh trong cuộc đời của chúng ta đã từng xảy ra, chúng ta sẽ thành Phật trong một ngày gần. Đó là chuyện đương nhiên. Dù chúng ta chưa thành Phật, chúng ta vẫn đắp bồi được cái con đường tu đạo của mình, đắp bồi được cái hạt giống Bồ Đề càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày cái con đường của các vị càng mở rộng thênh thang cho hạnh nguyện của mình giữa cuộc đời. Cho nên quý thầy chia sẻ bố thí, tha thứ, nhịn nhường, kiềm chế những cái sự tham sân si, đây là những cách để các thầy thành Phật. Nhưng chúng ta cảm thấy những điều đó trôi qua trong cuộc đời của chúng ta và nuôi dưỡng nó một cách thầm lặng như thế. Và chúng ta đôi khi còn cho đó là tánh của mình nữa. Tánh tôi vậy đó, chịu thôi. Tánh tôi thế này, thế thôi.
Như vậy vô tình bảo vệ những bản ngã cố chấp. Chúng ta giận ai, cho dù là một huynh đệ đồng đạo, chúng ta vẫn ôm nổi giận trong lòng mà không tha thứ được. Chúng ta không thấy rằng Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật, Đức Phật chưa bao giờ có một ý niệm thù ghét và hận Đề Bà Đạt Đa. Nên nhớ là như vậy. Thậm chí Đức Phật còn cảm thấy Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh cho Đức Phật, là sớm thành đạo nữa. Và vì vậy hành động của Đức Phật là hành động mà giữa trần gian này, chứ không có gì là khuất lấp. Cho nên người tu của chúng ta cảm thấy cái gì tha được nên cố gắng chúng ta tha, cái gì khó tha thứ quá hãy quán chiếu và tập tu nhiều ngày tháng để có thể tha được. Phật đã từng dạy trong luật tỳ kheo sân bất cách túc, có nghĩa là giận không quá một đêm, nhưng mà có thể làm không được với Đức Phật thì cố gắng cái gì mà quá đó thôi giận tháng thôi, đừng có nữa, đừng có mang là sống để dạ chết đem theo. Người tu nói như vậy không có cái gì là hay và đẹp cả. Dạ ôm hận mà chết hay là ôm hận như vậy không có đẹp tí nào, vượt qua chính mình chưa nổi, làm gì nói tới chuyện độ sinh. Cho nên Đức Phật đã từng dạy thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình là chỗ đó. Thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Như vậy chiến thắng thù ghét là chiến thắng chính mình, chiến thắng giận hờn đố kỵ sân si là chiến thắng chính mình, tha thứ bao dung nhịn nhường là chiến thắng chính mình, sống biết san sẻ với mọi người là chiến thắng chính mình. Đó là những cái để các vị mà đắp nối con đường thành Phật đó. Cho nên chúng ta là con Phật thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, phải phản ánh ít nhiều về hình ảnh của Đức Phật trong đời sống của một người tu sĩ chúng ta. Đừng để trơn tuột như vậy, cái gì cũng không có hết, vậy chúng ta lấy gì để làm danh dự với đời, để mà độ đời? Chúng ta lấy cái gì để làm pháp, để hướng dẫn chúng sinh? Vậy làm sao nói chuyện con đường thành Phật? Cho nên con đường thành Phật là con đường cao xa, nhưng phải hoàn thiện từng bước một. Đi từ nấc thang thứ nhất mới đi được nấc thang cuối cùng. Cho nên kinh Bách Dụ mà kể cái ngôi nhà ba tầng, xây ngôi nhà ba tầng mà muốn cái tầng thứ ba thôi mà không xây từ tầng thứ nhất. Đây là một câu chuyện rất là hay cho chúng ta. Miệng lúc nào cũng muốn thành Phật hết trơn trọi mà hành động toàn là hành động phàm phu không à, còn tệ hơn phàm phu nữa, làm sao mà thành? Cho nên miệng nói thành Phật thì bản thân chúng ta phải làm được những điều gì ít nhiều để vượt qua được những cái phàm phu thông thường. Ít nhất chúng ta cũng là một người có đạo đức giữa cuộc đời, cho dù không thấy đạo, cho dù không thành Phật, ít nhất cũng là những người tương đối có đạo đức, có gương mẫu để trở thành chúng chung tôn chứ. Cho nên chúng ta là người con Phật mà không có cái nét gì để phản ánh theo Phật hết á, không có dáng vẻ, không có tâm đức, không có lời nói, không có cái gì theo Phật được hết á, thì tiếc quá. Vì vậy cho nên là tôi nhớ là Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đó, có nói trong cái bài mà gọi là Chứng Đạo Ca đó: giống sư tử sinh ra nòi sư tử, 3 tuổi 5 gầm vang cả núi rừng xanh, bầy chó hoang vờn theo dấu chân của đấng Pháp Vương, 100 năm tuổi vẫn là tiếng ngâu gâu đáng ghét, là chỗ này. Tức là Ngài nói tất cả những cái con người là theo Phật thì không giống lông cũng giống cánh, không làm trọn với những lời Phật dạy thì cũng phản ánh được ít nhiều về đời sống phẩm hạnh đạo đức của một tu sĩ cần có. Và nếu mà chúng ta không là như vậy thì chúng ta sẽ trở thành cái gì rất thừa thải trong chánh pháp của Như Lai. Và tôi nghĩ rằng 100 lời Đức Phật dạy không làm được 100 thì cũng là được 1, thì nó mới có cái gì để gọi là dấu chân để đi theo con đường của Thích Tử chứ. Cái điều đó là điều đương nhiên. Cho nên việc làm Phật thì chuyện còn xa, nhưng mà hãy làm những cái điều gì để mai này, để chúng ta có thể có cái gì đó để xứng đáng trong cái hàng chúng chung tôn, để hướng dẫn tín đồ tu theo Phật Pháp. Mà nhiệm vụ và vai trò của trụ trì là điều rất cần thiết. Trên căn bản cuộc đời này không ai làm hết những điều Phật dạy cả. Thật tình mà nói, không ai làm hết được cả. Nhưng mà bằng cả một nỗ lực, bằng cả một sự quyết tâm, cái gì làm được nên cố làm, tận dụng làm trong cuộc đời làm tu sĩ của chúng ta. Đã hy sinh làm tu sĩ đâu phải chuyện dễ đâu. Nhân duyên nhiều kiếp lắm chúng ta mới làm một tu sĩ đầu tròn áo vuông chứ, là một cái biểu tướng đẹp
mà để cho cuộc đời đáng kính. Thì chúng ta đã là những biểu tướng đẹp thì chúng ta cần nên phản ánh cái gì trong cái đời sống hàng ngày và trong cái việc làm thiết thực đến với quần sinh. Đây là những cái điều mà tất cả mọi người tu sĩ chúng ta cần làm. Cho nên qua bốn điều gọi là tứ hoằng thệ nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tôi cho đó là một cái hành trang vô cùng quý báu, là cái lẽ sống của những người làm trụ trì, là cái hạnh nguyện không thể nào rời xa được với người con Phật nói chung, hay là những người nguyện làm trụ trì nói riêng. Vai trò và sứ mạng của thầy trụ trì vô cùng quan trọng. Giáo hội đã đặt niềm tin vào tất cả các thầy. Các thầy đã hy sinh và đứng vai trò trụ trì để chịu gian, chịu khó, để làm tất cả mọi điều vì giáo hội, vì cộng đồng, vì lợi ích chúng sinh. Thì các thầy cần phải đừng phụ lòng tin của giáo hội. Nói chung là như vậy. Bản thân tôi hay các vị đều là những người thọ ơn của đàn Na Thí Chủ, đều có chung một tâm nguyện xây dựng ngôi nhà của Phật Pháp. Là tất cả chúng ta cùng đoàn kết, cùng yêu thương, cùng bảo vệ nhau để xây dựng đạo Pháp. Đừng biến mình trở thành cái người mà gọi là phá hoại sự đoàn kết của tăng già. Trong năm tội ngũ nghịch, nó có cái tội phá hoại hòa hợp của tăng già là vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây, khi những cái tội mà phá hoại hòa hợp của tăng già làm tan nát hệ thống tăng già, đây là tội rất lớn. Cho nên người tu sĩ của chúng ta nếu không nuôi dưỡng tâm bồ đề thì chúng ta dễ bị tâm phiền não, tâm chúng sinh chen vào trong các hành động của chúng ta. Mà nếu tâm phàm phu chen vào trong hành động thì hành động đó không còn là Phật Pháp nữa, hành động đó trở thành hành động phàm phu. Cho nên vì vậy cần phải nghiền ngẫm tư duy và kiểm soát mình rất kỹ trong từng ngày từng phút. Cần phải nhìn lại cái mối quan hệ của huynh đệ, đạo bạn, thầy trò trong cùng một tổ chức nhỏ hay là lớn, để chúng ta cùng góp phần phát huy, mỗi người là một viên đá vững chắc để xây dựng ngôi nhà của Pháp Vương. Cần như thế Phật giáo phát triển đồng bộ thì đó là một cái niềm tin và hy vọng cho ngày mai. Phật giáo Vĩnh Long chúng ta trụ trì hay là các tự viện không ít, nhưng điều quan trọng nhất là nên thương yêu, hỗ trợ, đùm bọc và chia sẻ cùng nhau, đừng phân hóa nữa. Vì vậy cần đoàn kết bảo vệ như một bó đũa thì chúng ta rất khó mà ai phá hoại được chúng ta. Còn chúng ta có vững mạnh cỡ mấy mà là một chiếc đũa thì cho dù chiếc đũa sắt cũng vẫn bẻ gãy như thường. Mà chúng ta đã là một bó đũa thì bó đũa tre, thì cho dù bó đũa tre cũng không ai có thể bẻ gãy nổi. Cho nên đó là bài học của người xưa để lại cho chúng ta. Những người con Phật của chúng ta cần nhìn lại mình để sống gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn, chia sẻ, sống bằng lời từ bi của Đức Phật dạy, để cùng góp phần phát triển đạo Pháp và chúng ta chung nhau phát triển. Mà cái lực của tập thể thì việc gì làm cũng xong. Nên nhớ là như vậy. Nếu là chúng ta lấy cái sức mạnh của tăng đoàn thì không việc nào mà không làm được. Cùng nhường nhịn nhau xây dựng để phát triển một đạo Pháp ngày mai. Mong rằng tất cả chúng tôi hay là tất cả các vị đều góp chung nhau để xây dựng cho Phật giáo tỉnh nhà càng thêm hưng thịnh và phát triển tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần 2 giờ đồng hồ qua, Đại Đức Thầy Giảng Sư của Duy Thực Trực Hoa Đồng Pháp Trung Ương đã trở về đây để thuyết giảng cho Pháp Bồi Dưỡng Thương Hiệu Trụ Trì lần thứ 8 tại tỉnh Vĩnh Long, thay mặt cho Ban Tổ chức Công Nghiêu cho Nguyễn Đức Thanh Ni Trụ Trì tỉnh Vĩnh Long. Thành kính tri ân trên Đại Đức, kính mong cầu nguyện cộng đồng tâm bảo gia hộ cho Đại Đức pháp thể kinh năng chúng sanh trì độ và mọi Phật sự viên thành. Và giờ này buổi họp đạo viên mãn, cùng tỉnh Đại Đức cùng toàn thể đại chúng.